chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 141 Vì mẫu thân giải quyết tâm sự, ngu su dẫu miệng bất mãn, Ta tuổi mụ 10. Mới không phải tiểu hài tử là Vương phi không phải tiểu hài tử. Bạch Hân cười đến vui sướng, xoa xoa ngu xu đầu hống nói, ngu xu tạp tạp miệng, oán giận nói, Bạch Hân tỷ tỷ liền biết chê cười ta tới, nào có. Ta cũng không dám chê cười Vương phi, Bạch Hân liễm đi tươi cười, nghiêm túc nói, Vương phi này hai ngày hành vi so với trước kia thành thục rất nhiều, thậm chí còn biết thu nạp nhân tâm tới. Bất quá nô tỳ nhưng thật ra có nghi hoặc hỏi, Vương Phi vì sao phải đi thu nạp tam cô nương? Tam cô nương trước kia đối với ngươi nhưng khắc nghiệt thật sự, đi theo nhị cô nương không thiếu làm khó dễ ngươi, bởi vì tam tỷ tỷ không có đi lấy lòng đại tỷ tỷ. Đây là ta thu nạp nàng nguyên do, ngu su nói, nàng hôm nay nói những lời này đó, ta cảm thụ được đến nàng là thật sự đem nhị tỷ tỷ coi như tỷ muội, ít nhất nàng là một cái có tình có nghĩa phân biệt đúng sai người, vẫn chưa giống tứ tỷ tỷ như vậy, đại tỷ gần nhất thế liền đá văn nhị tỷ tỷ lời tuy như thế nhưng nàng ngày xưa hành vi cũng khó tránh khỏi sẽ bạch hân có chút lo lắng ngu sơn đều không phải là cái bản tính thuần lương cô nương ngu xu cười cười người đều là hội trưởng đại nhiều năm như vậy qua đi đại tỷ tỷ thay đổi tam tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ thay đổi trước hãy chờ xem nếu nàng phản bội ta hoặc là không chịu thuận theo ta tới ta đây đó là từ bỏ nàng này tuyến rốt cuộc ta lại không có có hại cái gì. Bạch Hân đối ngu su lau mắt mà nhìn, không thể tưởng được mấy năm nay sinh qua đi, nhà mình chủ tử thành thục nhiều như vậy, trên người lại có chút vương gia tinh tế tâm tư. Nàng cười cười, gom lại trên trán phát, hồ di nương chỗ đó vương phi tính toán như thế nào, bạch tỷ tỷ, hồ di nương là lưu không được mà, ngu su nói, ta tuy không mừng mẫu thân, nhưng cũng biết rõ nữ tắc quy cũ, nàng phạm vào tối kỵ húy, thông qua cái ở yến hội trung như thế làm càng liền biết nàng trong lòng cũng không hối ý, nhưng nàng cũng là có thủ đoạn người, cũng không biết cấp phụ thân hạ cái gì mê hồn canh, ngu xu rõ ràng. Trương Dung biết được hồ thị trong bụng chi tử bí mật sau, định là sẽ không thiện bãi cam hưu, có lẽ đã sớm đem đồn đại vớ vẫn tán đến đầy trời phi, nhưng phụ thân vẫn là sủng hồ di nương, chứng minh phụ thân đối hồ di nương thích sớm đã siêu việt đối nàng hoài nghi. Trước nhìn một cái tình huống đi, ngu xu nói, hồ thị là tuyệt không có thể lưu tại trong phủ bạch hân gật đầu sáng sớm mà ngô thành tu liền thu được hồ di nương bên kia bà tử tới lời nói nói là hồ di nương phạm vào ngực đau hắn nguyên bản hôm nay ở trương dung nơi này dùng đồ ăn sáng nghe được lời này liền đồ ăn sáng cũng không cần sốt ruột hoảng hốt mà liền hướng hồ di nương trong phòng đuổi trương dung tức giận đến quan ngã chén đũa này hồ di nương chỗ nào là ngực đau a rõ ràng là tâm nhãn ngứa chỉ cần ngu thành tu ở nàng viện thượng hoặc ở dì di nương trong viện nàng không phải ngực đau chính là đau nửa đầu chỉ vì đem ngu thành tu dẫn đi thôi ngu trân mới vừa vào chủ đường tỉnh an liền thấy chén toái trà lưu đầy đất nha đầu các bà tử chính thu thập nàng đuôi mắt nhảy nhảy không cần phải đi phân biệt cũng biết được đã xảy ra chuyện gì nàng đề đề làng váy đánh lên mành vào nội thất trương dung đang ngồi ở trên trường kỹ mặt mắt lau nước mắt đâu thấy nàng tiến vào quay đầu đi vội vàng mà lau đi nước mắt mẫu thân này lại là bị hồ di nương trêu chọc ngu trân tiến lên hỏi trương dung thở dài đấm chân nói còn không phải sao khi hồ ly mị tử lại ở đùa bẩn nàng chiêu số đem ngươi phụ thân dẫn qua đi ta cũng không biết nàng nơi nào tới bản lĩnh như thế nào liền như thế lợi hại hôm qua cái nàng náo loạn cái dư luận xôn xao đều biết phụ thân sủng thiếp diệt thê nhưng một chút tác dụng cũng không có phụ thân lại vẫn là sủng di nương ái di nương. Ngu Trân cầm chung trà lên đưa cho Trương Dung, nàng nói ra nói là Trương Dung ấm áp hận A, à, liền nói ngay, ta đã sớm biết được không có tác dụng, trước kia ta cũng thử qua, nhưng lão gia căn bản là không có đương một chuyện tới, mẫu thân thử qua cái gì. Ngu Trân hiếu kỳ nói, Trương Dung che che miệng, hướng tới phòng bên ngoài nhìn đi. Nàng tự hỏi trong chốc lát, vẫn là đem Ngu Trân coi như người trong nhà, ít nhất Ngu Trân là thiệt tình đãi nàng, liền ngu vận đều không có mỗi ngày tỉnh an nàng lại là làm được. Trương Dung nói mấy năm trước ta thu được một phong thư nặc danh, tinh thượng nói hồ thị trong bụng hoài mà căn bản liền không phải lão gia hài tử mà là hạ nhân Ngô Thanh. Biết được việc này sau, ta đem việc này rải rác đi, thậm chí còn ở lão gia trước mặt thử, nhưng lão gia hoàn toàn không có đương một chuyện, ngược lại là hồ thị biết được sau lại là khóc lớn lại là thắt cổ mà lão gia hống nàng suốt ba ngày. Ngô Thanh người này ta giống như nghe nói quá, không phải chúng ta phủ trước kia trục xuất đi hạ nhân sao? Ngu Trân hỏi. Trương Dung liếc nàng liếc mắt một cái, cắn răng nói, đúng là bởi vì chuyện này, lão gia đem hắn cấp đuổi đi. Ngu Trân nhấp môi ngồi xuống, việc này coi như Trương Dung tâm sự, nếu là chính mình có thể thế Trương Dung giải quyết, nàng nhất định sẽ lại tín nhiệm chính mình. Ngu Vận hiện giờ tuy hủy Dung, lại vẫn là bị Trương Dung đặt ở tâm khảm thượng ái, nếu muốn hoàn toàn thế thân ngu vận ở trương dung trong lòng vị trí, nàng còn cần càng dụng tâm mới là, mẫu thân, này tồn nhi khẳng định không phải phụ thân hài tử, ngươi tưởng, này tồn nhi hiện giờ đã mau năm tuổi, lại cả ngày đều chỉ biết được khóc sức mướt, giống cái nải oa oa giống nhau, bộ dáng lớn lên cũng không giống phụ thân, ta cảm thấy, định là kia ngô thanh hài tử, mẫu thân là sơ ý, ở phụ thân đuổi đi ngô thanh thời điểm, ngươi nên hảo hảo chọc tới thẩm vấn một phen mới là có thể nào dễ dàng buông tha hắn đi. Trương Dung cũng là hối hận, ta lúc ấy ủy khuất buồn bực cực kỳ, liền không nghĩ tới tầng này trên mặt tới, hiện tại nghĩ đến, thật là ta sơ ý, mẫu thân an tâm, ta sẽ đi giúp mẫu thân tìm kia ngô thanh tới, đến lúc đó chúng ta chọc thủng hồ di nương đi, cũng không tin phụ thân còn ái đến gắt cao. Ngu Trân nói, Trương Dung nghe vậy, bán tính bán nghi, ngươi có thể làm được, ta tự nhiên làm hết sức, Ngu Trân chấp khởi Trương Dung tay, thở dài nói ta không có di nương hiện giờ chỉ có thể đi theo mẫu thân mẫu thân tuy không đem ta đương thân dưỡng nhưng ta sớm đã đem mẫu thân đương thân xem ta biết được ta kia đê tiện thân phận không xứng với làm mẫu thân hài tử nhưng ít ra có thể làm ta giúp mẫu thân chia sẻ sầu khổ cũng thỏa mãn ta đối mẫu thân hiếu tâm nàng nói ra nói một mảnh chân thành trương dung nghe nhưng thật ra cảm động nàng gật đầu nói ngươi thả an tâm ta hiện tại là đem ngươi coi như thân nữ nhi dưỡng đều không phải là bởi vì thân phận của ngươi, mà là hiện giờ ta cũng chỉ có ngươi như vậy cái nữ nhi. Có thể thế nàng cướp lấy vinh quang. Phía sau nói Trương Dung không có nói ra, nhưng ngu Trân lại nghe đến lòng tràn đầy vui mừng tới, nàng tuy muốn nói lại thôi, nhưng đây đúng là chứng minh rồi chính mình còn có cơ hội, chỉ cần giải quyết việc này, Trương Dung chắc chắn đem nàng coi như chân chính dựa vào tới, nàng ở Trương Dung trong viện dùng cơm trưa mới đi, vừa ly khai nội viện liền cùng tới rồi tỉnh An Ngu Bình đâm vào nhau, hắn đi được vội vàng, lại không có xem lộ, trực tiếp đem nàng đâm cho ngồi dưới đất, Ngu Bình búng búng vạt áo, thấy đâm chính là Ngu Trân, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân rời đi, Ngu Trân nuốt xuống một hơi tới, mặt không lên tiếng mà đứng lên, chương 142 bị dẫm đạp nhân sinh, Ngu Bình tất nhiên là khinh thường nàng, hiện giờ nàng tuy đến trương dung niềm vui, lại không vào phụ thân cùng Ngu Bình mắt tới, Ngu Trân hung hăng mà cắn chặt răng, dựa vào bên cạnh nô tỳ nâng chính mình đứng lên, nàng nhìn mắt nô tỳ hoa dung nguyệt mạo, trong lòng tức khắc sinh cái chủ ý, Duyệt Nhi, ngươi vãn chút thời điểm đem đại ca mời đến ta trong phòng người xem, nói có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương nghị, Duyệt Nhi khó hiểu, lại vẫn là đáp, đúng vậy, lúc chạng vạn Ngu Su cùng Bạch Hân chính tiêu thực ở viên trung đi dạo, liền thấy nơi xa biên trên hành lang Ngu Bình chính hướng Ngu Trân Viện đi lên, Ngu Su nhận ra Ngu Bình bên người Ngu Trân Nô tỳ, quay đầu lại cùng Bạch Hân nói, Bạch Hân tỷ tỷ, ngươi trộn đi theo, xem bọn họ phải làm gì. Bạch Hân gật gật đầu, thả người nhảy lên mái hiên. Khi đầu, Ngu Bình bị thanh nhập Trân Châu Viện, Ngu Trân thấy Ngu Bình tới, nhiệt tình mà bưng trà đưa nước. Ngu Bình không mừng cái này muội muội, nghe nàng thỉnh chính mình tới, cũng là nửa tin nửa ngờ mà theo tới. Ngươi muốn ta tới chỗ này làm chi? Ngu Bình hỏi, Ngu Trân cười nói, ta biết được ca ca đã nhiều ngày phiền lòng cực kỳ, mẫu thân kia đầu có phải hay không lại cấp ca ca mặt đen nhìn ngu bình một ngạnh hắn gần nhất mê say đánh cuộc lâu trung đã thua vài trăm lượng bạc hôm nay cái hướng đi mẫu thân đòi tiền khi trực tiếp bị đổ ập xuống mà mắng một đốn hắn khẽ cắn môi nói ngươi là muốn cười nhạo ta tới duyệt nhi đem ta hộp gấm mang tới ngu trân phân phó nói duyệt nhi theo nàng lời nói từ nội thất ôm ra một cái hộp gấm bên trong ước chừng có trăm lượng ngân phiếu đây là ta tỉnh hai năm tiền giấy, hôm nay liền tặng cho ca ca ngươi. Ngu Trân nói, Ngu Bình nghĩ nghĩ, hiếp mắt đánh giá Ngu Trân, ngươi đây là ở lấy lòng ta, tự nhiên là ở lấy lòng ca ca, ta hiện giờ này xấu hổ địa vị ca ca ngươi cũng biết được, này trăm lượng bạc coi như là ta hiếu kính ca ca ngươi, Ngu Trân nói, về sau còn làm phiền ca ca ở phụ thân trước mặt thay ta nói tốt vài câu, Ngu Bình hừ nhẹ một tiếng, nói tốt vài câu hắn nhưng thật ra không chịu, nhưng này bạc sao, không thu bạch không thu. Hắn chấp khởi ngân phiếu gác nhập trong lòng ngực, đứng dậy nói, ngươi còn có khác sự sao? Nếu là không có, ta đã có thể đi rồi. Hắn nói, liền phải quay đầu mà đi, ca ca trước ngồi, chúng ta huynh muội hai người hồi lâu cũng chưa nói chuyện, chờ lát nữa ta tự sẽ cho ca ca nhìn nhìn lại thành ý của ta tới. Ngu Trân nhỏ giọng nói, Ngu Bình nghi hoặc mà ngồi xuống thân mình, liền thấy Ngu Trân hướng tới bên cạnh ma ma đưa mắt ra hiệu ma ma hiểu ý lãnh duyệt nhi lui ra bạch hân ở ngói phùng trung tướng hai người nói nghe được rõ ràng nàng tròng mắt xoay chuyển không tiếng động mà nhảy xuống mái hiên hướng tới duyệt nhi cùng ma ma chỗ đó nhìn lại ma ma nói cái gì đều không có nhiều lời trực tiếp cởi hết duyệt nhi y làm nàng ở thùng gỗ lau mình duyệt nhi lòng tràn đầy nghi hoặc ma ma ngươi làm gì vậy duyệt nhi chúng ta theo chủ tử chủ tử muốn chúng ta làm cái gì chúng ta nên làm cái gì ma ma nói được như thế minh bạch duyệt nhi liền tính lại không hiểu cũng đoán ra ba phần ý tứ đại cô nương đây là muốn đem ta đưa cho đại thiếu gia ma ma gật gật đầu duyệt nhi kinh hoảng mà tưởng rời đi thùng gỗ ma ma ngài cũng biết được duyệt nhi trong lòng sớm đã có ái mộ người ta cũng cùng đại cô nương nhắc tới quá chúng ta sớm đã định rồi cả đời hắn cũng đáp ứng quá ta đãi ta 20 tuổi ly phủ ngày liền nên thú ta tới, ta không thể thất thân, nam nhân nói ngươi như thế nào có thể tin đến. Ma ma thở dài nói, hắn nói cùng ngươi ước định liền cùng ngươi ước định. Ngươi đừng choáng váng, ngươi là đại cô nương người, đại cô nương muốn ngươi làm cái gì ngươi đó là làm cái gì, ta. Ta không cần. Ta tình nguyện chết ta cũng không hầu hạ đại thiếu gia. Duyệt Nhi lắc đầu, khóc thành tiếng Nhi tới. Ma ma thấy nàng như thế không biết điều, không nói gì thở dài từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ ngã vào trong nước, không đủ một lát, Duyệt Nhi hốt hoảng mà ngồi vào thùng gỗ, túng lôi kéo mắt tới, ma ma biên cho nàng tẩy thân, biên nói, ngươi cũng đừng oán ma ma nhẫn tâm, ngươi nếu là hầu hạ thoải mái đại thiếu gia, đại thiếu gia cho ngươi nhà kề làm làm, ngươi cũng coi như là thăng chức rất nhanh, đến nỗi ngươi quê quán thân mật, sao có thể sẽ chờ ngươi đến, chờ lát nữa ngươi hai mắt một bế, chân duỗi ra, chuyện gì cũng không cần phải xen vào cả đêm liền như vậy đi qua, tẩy xong, nàng cấp duyệt nhi mặt tốt xiêm y, lại cho nàng bôi phấn mặt, ôm nàng vào giường. Đãi làm xong này hết thảy, nàng gọi tới tỳ nữ thu thập hảo trong phòng vệt nước, thông tri ngu trân, bạch hân nhìn đến trong cơn giận dữ, này duyệt nhi cùng chính mình giống nhau, đều là người mệnh khổ, nàng trải qua cũng cùng chính mình tương đồng. Ai nói nha hoàng vận mệnh chỉ có thể mặc người sâu xé mà, nàng cố tình không cho. Bạch Hân suy tư một lát, rời đi sân. Đãi nàng trở về thông tri ngu su khi, ngu su sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, bạch hân tỷ tỷ. Ngươi như thế nào không trực tiếp lưu tại chỗ đó cứ duyệt nhi ra tới. Nếu nàng nguyện ý còn hảo thuyết, nàng rõ ràng là không muốn mà, nếu không có vương phi phân phó, nô tỳ không dám tự tiện hành động. Bạch hân nói, ngu su nghĩ nghĩ, trong lòng cũng là minh bạch, nếu là cứu người, định là muốn gặp phải đống lớn phiền toái tới, nếu không có nàng mệnh lệnh, Bạch Hân cũng coi như là gây ra họa sự. Nàng liền nói ngay, ngươi mang ba cái ám vệ đi, phải bất động thanh sắc cứu người. Đừng làm cho ngu trân phát giác, đúng vậy. Bạch Hân cười vân mệnh, nàng liền biết được Vương Phi Tuyệt không phải khoanh tay đứng nhìn người. Ban đêm, Ngu Bình bị ngu trân lừa gạt vào phòng, hắn vén màn lên, liền nhìn thấy trên giường nằm một cái khuôn mặt thẹn thùng cô nương. Bạch Y nửa sưởng không sưởng, rất là vũ mị. Hắn phía sau một lăng, lập tức minh bạch ngu trân đệ nhị phân lễ là chỉ cái gì, ngu bình buông mành, lại không có hành động. Ngu trân ở ngoài phòng nhìn xung quanh, thấy hắn bất động, tiến lên nói, đại ca đây là làm sao vậy? Duyệt nhi dung mạo làm ngươi không hài lòng sao? Ta nếu là đem nàng làm sao vậy, các ngươi chẳng phải là muốn ăn vạ ta tới, ngu bình tuy là hảo kiều diễm người, nhưng cũng biết đúng mực, ngu trân cười nói, ca ca, ngươi như thế nào đem ta coi như loại người này tới, ngươi thả an tâm, Duyệt Nhi cũng không phải là muốn cho ca ca cấp danh phận người, ca ca về sau rảnh rỗi lại đây nhìn một cái là được, nàng ý tứ, là giúp đỡ hắn ở nàng trong phòng kim ốc tàn kiều. Ngu Bình đối nàng kính đáo tâm tư thật là vừa lòng, ăn không loại chuyện này, chính cái gọi là không ăn bạch không ăn, Duyệt Nhi tuy không thể nhúc nhích, lại mơ hồ có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, nguyên lai chủ tử thật sự muốn đem nàng đưa cho đại thiếu gia, nàng đưa thả thôi, còn muốn cho chính mình cả đời ở cống ngầm hầu hạ đại thiếu gia, không thể xuất đầu. Nếu thật là như thế, nàng cả đời đã có thể thật sự hủy hoại, nàng ngày thường đãi cô nương như thế hảo, ở cô nương không được sủng khi, còn đi theo tiền di nương bên người khi nàng liền trung tâm hầu hạ nàng, nàng từng nói qua, nếu chờ nàng một ngày kia phát đạt, sẽ làm nàng vẽ vang về quê đi, không thể tưởng được nàng cái gọi là phong cảnh, chính là đem chính mình coi như đồ đĩ giống nhau tùy ý bị người giày xéo nàng trung tâm nhiều năm như vậy chủ tử A, Duyệt Nhi khóe mắt rơi xuống một nước mắt tới, nàng hận. Hận chính mình nhìn lầm rồi người. Hôm nay cái nàng bị đạp hư, nàng tuyệt không sống tạm, thành quỷ cũng không buông tha ngu trân, chương 143 cứu Duyệt Nhi, ta đây liền cảm tạ muội muội hảo ý, ngu bình cười nói, ngu trân thấy hắn đã tâm duyệt tiếp thu, khóe miệng nhấp khởi một mặt ý cười. Đánh mạnh ra cửa khi ánh mắt xẹt qua trên giường Duyệt Nhi, nàng chính hồng mắt, cắt gao nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt kia liền giống như oán quỷ thượng thân giống nhau ngu trân tươi cười cương ở khóe miệng quay đầu đi nhanh chóng ra phòng nàng đều không phải là bỏ được duyệt nhi mà là không thể không làm như thế so với chủ tớ tình nghĩa nàng càng coi trọng chính là tương lai vinh hoa duyệt nhi trơ mắt mà nhìn ngu trân tuyệt tình mà rời đi nàng vừa đi ngu bình cấp khó dằn nổi mà đi đến giường trước duyệt nhi há miệng thở dốc lại nói không ra một chữ tới nàng bị ma ma hạ dược kêu không ra kêu không ra giống như bãi ở bàn trung tinh xảo thức ăn liền chờ làm người ăn sạch sẽ tiểu nha đầu ngươi đừng sợ ngươi nếu thành bản công tử người bản công tử sẽ tự hảo sinh đãi ngươi nên ngươi định là không thể thiếu ngu bình nhìn ra nàng sợ hãi ra vẻ quân tử tư thái thương hại nói hắn ngón tay nhẹ nhàng mà xẹt qua nàng khuôn mặt kia lòng bàn tay đụng vào cảm giác giống như dính sư thủy lưỡi dao ở trên mặt hoa động Lệnh nàng lại là sợ hãi lại là ghê tởm. Duyệt Nhi nhắm mắt lại Cắn chặt hàm răng Hiện giờ tới rồi này một bước Nàng không có đường rút lui đáng nói Chỉ phải mặc cho Ngu Bình bài bố Nàng có thể cảm giác được Ngu Bình chính cấp khó dằn nổi Mà cởi bỏ chính mình quần áo Một trận quái dị mùi hương nhào vào xoan mũi Duyệt Nhi mơ màng hồ đồ Trực tiếp ngất qua đi Nàng là bị cánh tay thượng đau đớn đánh thức Vừa mở mắt liền thấy Ngu Su đang từ cánh tay của nàng thượng tháo xuống ngân châm Duyệt Nhi ngơ ngẩn, trong mắt mờ mịt mà nhìn nhìn bốn phía, này không phải nàng đãi phòng, mà là ngủ cô nương ở tạm tiểu viện. Ngu Xu thấy nàng tỉnh lại, cùng Bạch Hân trao đổi một ánh mắt, Bạch Hân hiểu ý, tiến lên nâng Duyệt Nhi ngồi dậy, sợ hãi đi. Vừa rồi ngươi có phải hay không thật sự cho rằng tự mình phải bị đại thiếu gia làm bẩn, Duyệt Nhi toàn thân sử không thượng sức lực, bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh, ngẫu nhiên phập phòng hai tiếng đêm trùng đề kêu. Nàng nhấp nhấp khô khóc môi, ách giọng nói hỏi ta ta như thế nào ở chỗ này tự nhiên là nhà ta chủ tử cứu ngươi a à. bạch hân nói không có người phát hiện chúng ta người dùng mê hồn hương liêu nhà ngươi cô nương còn có kia trân châu viện người đều ngủ đến chết không ai phát hiện ngươi bị chúng ta treo đầu dê bán thịt chó cứu tới duyệt nhi nghe vậy lại nghĩ tới vừa rồi bị chủ tử phản bội chuyện này lập tức bụng mặt khóc thành tiếng nhi tới bạch hân biết nàng tối nay bị kinh hách trong lúc nhất thời cũng không đi quấy rầy chỉ làm bên ngoài gác đêm thị vệ đưa một hồ nước ấm tới đã duyệt nhi khóc đủ rồi từ trên giường đứng dậy chậm rãi triều ngu xu quỳ xuống duyệt nhi cảm tạ vương phi ân cứu mạng ân cứu mạng ngu xu kinh ngạc nếu ta không cứu ngươi ngươi có phải hay không liền phải tìm chết đi duyệt nhi khóc đến lợi hại ta nếu là trong sạch không có ta đây tồn tại còn có cái gì ý tứ chi bằng đã chết hảo ngu xu liễm mắt lạnh lùng nói trong sạch coi như cái gì nhìn không thấy cũng sờ không được sớm biết ngươi là này tâm tư ta liền không cứu duyệt nhi ngạnh trụ lắc đầu ai tố nói vương phi chúng ta này đó hạ đẳng người ra phủ đi liền rất khó gả chồng nếu ta mất thân sợ là ta ái mộ người nhà bọn họ cũng không cho phép ta quá môn đi ta lại vô tâm ở đại trạch viện đương cái di thái thái nếu là ngày ngày bị người chà đạp cùng kia hồng lâu nữ tử có gì khác nhau chi bằng chết cho xong việc còn chính mình một cái sạch sẽ. Ngu xu nghe vậy, lúc này mới sam khởi nàng tới, duyệt nhi tỷ tỷ là ta hiểu lầm ngươi. Hiện giờ ngươi đã đã được cứu trợ, liền không cần nghĩ đi tìm chết gì đó. Đại thiên sáng ngời, ngươi trộn trở về, liền khó xử chính mình lại nằm ở ta đại ca bên cạnh. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay đến, cũng không có người phát hiện, nàng dứt lời, lại triều bạch hân nói, đem mê hồn hương liêu cấp duyệt nhi một ít, nếu đại ca ca tới, ngươi để vào một ít đến hương huân, một giấc ngủ đi không có việc gì phát sinh. Bạch Hân gật đầu, tự trên giá gỡ xuống phóng hương liệu hộp, Duyệt Nhi nhận lấy không nói, này đó hương liệu chỉ có thể giải cái lửa xém lông mày, nếu là tưởng thoát thân, sợ cũng không phải một việc dễ dàng nghi. nàng khẽ trắng môi, lại quỳ xuống thân hướng tới ngu su dập đầu ba cái vang dội, vương phi, ngài cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến tay, cứu ta thoát ly khổ hải đi, chỉ cần ngài đã cứu ta, ta liền lưu tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngài, ta mệnh đều là ngài, ngài làm ta làm cái gì ta đó là làm cái gì, Bạch Hân cười cười, ngươi là đại tỷ tỷ nô tỳ, nếu là theo chúng ta, này thành cái gì đạo lý tới, Bạch Hân cô nương, ta đã không có lựa chọn nào khác, Duyệt Nhi nói, ta chủ tử muốn hại ta tánh mạng, ta không nghĩ nhân nàng mà chết, hiện giờ ta đã bị đuổi nhập ngõ cục, ta chỉ có thể vì chính mình bác sinh tồn, nếu là Vương Phi không cần ta, ta phía sau đại khái cũng là phải bị hủy hoại mà, chi bằng vừa chết tới thống khoái, ngu xu biết nàng bị buộc nhập tuyệt lộ, trong miệng liên tiếp nói chết cũng là vì tuyệt vọng đi. Nàng cho Bạch Hân một ánh mắt ý bảo, Bạch Hân minh bạch, nói, nếu muốn quy thuận, cũng nên lấy ra thành ý tới, duyệt nhi minh bạch Bạch Hân ý tứ, hồi, Vương Phi muốn biết được cái gì, chỉ cần là ta biết đến, ta định là lẽ ra không lầm, tiền di nương như thế nào chết. Ngu xu hỏi, là bị đại cô nương thân thủ giết chết. Duyệt Nhi cũng không bất luận cái gì hàm hồ, nàng nếu đã làm tốt phản bội chủ tử chuẩn bị, liền tuyệt không hối hận, từ đại cô nương biết được chính mình là có khả năng thay thế vương phi ngài gả cho vương gia lúc sau, cả ngày cả ngày cùng tiền di nương khắc khẩu, tiền di nương nguyên bản tâm tồn thua thiệt, có thể thấy được đại cô nương mỗi lần chịu nhục trở về đều do tội nàng, trong lòng cũng sinh hàng ý có một ngày trực tiếp đối đại cô nương nói nàng không có phúc phận, nàng không đảm đương nổi vương phi là trời xanh không cho nàng cơ hội, đều không phải là nàng sai, ngu su nghe được nghiêm túc, trong lòng lại vạn phần thê lương. Duyệt Nhi tiếp tục nói, khi phúc phận hai chữ chọc giận đại cô nương, đại cô nương với một ngày tiền di nương tản bộ tiêu thực khi đem di nương đẩy vào trong nước, di nương đại nạn không chết, lại nằm trên giường không dậy nổi, người khác không hiểu được nguyên do, nhưng nô tỳ rõ ràng, đại cô nương mỗi ngày đều ở di nương chén thuốc trung hạ độc di nương liền như vậy chết bệnh cái này đại cô nương thủ đoạn thật đúng là tàn nhẫn bạch hân cả giận nói thật nhìn không ra nàng lại là một nhân vật như vậy ngu xu khẩy quạt tròn mặt trang sức ngu trân trước kia ở trong phủ tuy là không tranh không đoạt nhưng vẫn so bất luận kẻ nào đều khắc khổ dụng tâm nàng nguyên bản ngay từ đầu là nhận mệnh nào biết nhìn so nàng đều không bằng chính mình dựa vào vương gia thăng chức rất nhanh nàng không cam lòng cuối cùng là đi lên con đường này, giết hại tiền di nương, đều không phải là nhất thời xúc động. Nếu không nàng cũng sẽ không ở tiền di nương đại nạn không chết sau còn muốn tiếp tục hạ độc giết hại. Nàng nhất định là sớm đã lấy định rồi chủ ý đi lấy lòng trương dung, nàng làm hết thảy hẳn là nghĩ hoàn toàn thay thế ngu vận, ngu su nghĩ đến chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng, còn có một chuyện, ta muốn bẩm báo vương phi. Duyệt Nhi nói, chương 144 giúp ngu trân làm chủ. Ngu su nâng nâng cầm, người nói đó là, Hồ Di Nương hài tử đều không phải là lão gia, đại cô nương đang suy nghĩ biện pháp đối phó Hồ Di Nương. Duyệt Nhi nói, Ngô su cũng không bất luận cái gì giật mình, ngày ấy Hồ Di Nương ở mọi người trước mặt quan Ngu Trân mặt mũi, Trương Dung cùng Ngu Trân hai người như thế nào dễ dàng buông tha nàng, Duyệt Nhi tỷ tỷ. Ngươi mấy ngày nay liền làm phiền ngươi tiếp tục ngốc tại đại tỷ bên người, nếu là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, ngươi cùng bạch hân tỷ tỷ nói đó là, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi từ đại tỷ chỗ đó cứu ra. Ngu Su nói, Duyệt Nhi nghe lời này, trong lòng yên tâm không ít, dập đầu tạ ơn, cảm ơn Vương Phi, mắt nhìn thiên sắp lượng đi, Ngu Su làm bạch hân đem Duyệt Nhi tặng trở về. Trân Châu trong viện im ắng mà, mọi người đều ở tham ngủ, Duyệt Nhi đi đến Ngu Bình trước giường, chỉ thấy này lùng cỏ nam nhân chính ngủ dương miệng, ngủ đến hô hô rung động, Duyệt Nhi khẽ cắn môi, rút đi Ngu Bình sim y, lại đem chính mình cởi chút, nằm ở Ngu Bình bên người. Ngu Bình buổi sáng tỉnh lại chỉ cảm thấy choáng váng mà, hôm qua cái vừa đến một nửa hắn liền không có ký ức, nhưng nhìn bên người ngủ đến vừa lúc Duyệt Nhi, hắn cũng không bất luận cái gì hoài nghi, mặt tốt xiêm y dày vớ liền vội vàng rời đi phòng. Đến hừng đông khi, Duyệt Nhi véo khóc chính mình, hồng mắt đi hầu hạ Ngu Trân. Ngu Trân thấy nàng cùng ngày xưa vô thường, cũng biết nàng thất thân cần khổ sở mấy ngày, cũng vẫn chưa hỏi đêm qua việc, chủ tớ hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngày kế, Ngu Trân phái người hỏi thăm Ngô Thanh chỗ ở đã được đáp lại. Quả nhiên như nàng phỏng đoán như vậy, Ngô Thanh không có về quê, mà là vẫn luôn ở tại Kinh Thành cùng Hồ Thị liên hệ. Nàng thừa dịp tỉnh an, đem này tin tức báo cho Trương Dung. Trương Dung nghe, đốn giác ngực tắt nghẽn, này giang phu dâm phụ cũng quá trắng trợn táo bạo, sợ người khác không biết bọn họ hai người dèm pha không thành, mẫu thân tính toán như thế nào làm. Ngu Trân hỏi. Trương Dung nuốt không dưới khẩu khí này tới, nói, cần thiết tìm mọi cách đem việc này nói cho lão gia mới là, nếu không ta nuốt không dưới khẩu khí này tới, nàng dứt lời, khiếp mắt nhìn phía ngu trân, ngươi ý đồ xấu nhiều, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại, như thế nào nói cho lão gia, không được làm lão gia trách tội chúng ta, nếu không phải phụ thân tự mình vạch trần, dựa vào hồ thị đối phụ thân đắn đo, phụ thân nhất định sẽ không tin tưởng. Ngu trân thở dài nói, Trương Dung nghĩ nghĩ, thật là như thế đạo lý tới, nàng khẽ cắn môi, nói, kia chúng ta vẫn là không có cách nào, vạch trần hồ thị nhưng thật ra nhẹ nhàng, khó chính là muốn như thế nào làm ngu thành tu không nhiều lắm tâm, ngu thành tu yêu thích mặt mũi, nếu là việc này truyền ra, liền tính đuổi ra hồ thị, cũng sẽ làm ngu thành tu đối bọn họ sinh thành kiến, ngu trân nghĩ nghĩ, mẫu thân do do dự dự, là bởi vì sợ phụ thân oán hận. Nhưng luyến tiết hài tử bộ không lan, hiện giờ cần thiết muốn nàng tự mình đuổi ra hồ thị, thả muốn đuổi đến xinh đẹp mới được. Ngu Trân suy nghĩ hồi lâu, nói, nếu là mẫu thân tin tưởng ta, hồ thị sự tình ta đi đuổi, ta tự sẽ không làm phụ thân nghĩ nhiều, ta muốn cho bọn họ hai người chính mình bại lộ. Trương Dung muốn nghe đúng là nàng lời này, nàng vừa lòng mà chấp khởi tay nàng. Ngươi nếu là giúp ta giải quyết này trong lòng họa lớn, ta tất nhiên là sẽ không cô phụ ngươi, ngày sau thiệt tình đãi ngươi. Ngươi lập tức liền tập kê, ta sẽ cho ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân, mẫu thân, ta muốn đều không phải là hảo việc hôn nhân, Ngu Trân nói, sang năm hoàng tộc muốn lần thứ hai tuyển tú, mẫu thân nếu là tín nhiệm ta, ta muốn tham gia, Trương Dung ngẩn ra, buông ra tay nàng, Ngu Trân bổn không nghĩ bại lộ chính mình giả tâm, nhưng nếu vẫn luôn cất giấu ngược lại là làm Trương Dung sinh nghi, chi bằng nói thẳng minh, Ngu Trân rõ ràng nói, tự di nương đi sau, mẫu thân dưỡng ta lớn lên, ta sớm đã đem chính mình coi như mẫu thân nữ nhi, hiện giờ muội muội tao này tội lớn trong lòng ta cũng thật là bi thương nhưng chúng ta trong phủ vinh quang cũng đến cần có người tranh thủ đi nếu là mẫu thân tín nhiệm ta nói ngươi đem này đó nói ra ta ngược lại là an tâm nhiều trương dung nói nếu ngươi có thể thay ta giải quyết việc này ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi tranh thủ bất quá này cũng đến xem ngươi bản lĩnh mới là đúng vậy ngu trân gật đầu đãi ra nghi đại viện ngu trân cùng bên cạnh ma ma phân phó nói phái người đi đem ngô thanh cấp trói lại, đừng nói bất luận cái gì lời nói, trói lại là được. Ma ma lên tiếng, quay đầu mà đi, Duyệt Nhi nghe hai người đối thoại, trầm mặt không ngôn ngữ, mới vừa đi đến đình viễn, xa xa liền thấy Ngu Bình đang từ Ngu Thành tu thư phòng kia đầu ra tới, Ngu Bình làm như trong lòng có khí, đi đường đều mang theo phong, trực tiếp đem đằng trước Ngu Sơn đâm vào nhau, ai da, Ngu Sơn kêu sợ hãi một tiếng, nặng nề mà ngã trên mặt đất, Ngu Bình quay đầu lại nhìn Ngu Sơn liếc mắt một cái, lãnh A nói, kêu la cái gì? Cái không ai dưỡng đanh đá ngoạn ý nhi. Hắn lòng có tức giận, Ngu Sơn vừa lúc sấm tới, Ngu Bình toàn bộ mà phát tiết ở nàng trên đầu. Ngu Sơn nghiến răng nghiến lợi mà đứng dậy, không dám đáp lời. Nàng tuy cùng Ngu vận quan hệ hảo, nhưng ở Ngu Bình trong mắt, nàng vẫn là cái thượng không được mặt bàn thứ nữ. Ngu Trân hướng tới hai người đi tới, khóe miệng lại cười nói, ca ca đây là làm sao vậy tam muội muội như thế nào liền chọc tới ca ca ngươi ngu bình thấy là ngu trân sắc mặt hòa hoãn rất nhiều nữ nhân này không cái nhãn lực kính nhi ngu trân làm bộ đi nâng ngu sân lại bị ngu sân đẩy ra không cần phải ngươi giả hảo tâm ngu trân đây là đang xem chính mình chê cười ngu trân nghe vậy thuận thế đi đến một bên tam muội muội này tính tình thật đúng là càng thêm lớn bị đại ca ca như vậy đẩy trong lòng còn tồn giận đâu ngươi có tức giận Ngu Bình hỏi, Ngu Sơn khiếp mắt hơi rũ, không dám đáp lời. Nàng ở Ngu Trân nơi này còn dám kêu gào hai câu, nhưng ở Ngu Bình nơi này, chính là rõ đầu rõ đuôi không lời gì để nói. Tam muội muội, đại ca đây là hỏi ngươi đâu? Ngươi như thế nào không trả lời? Ngu Trân thêm mắm thêm muối nói, đều thành ngươi này tính tình đại đến liền đại ca nói đều không nghe xong, không? Không phải. Ngu Sơn lắc đầu, nàng dục muốn đứng dậy rời đi, rồi lại bị Ngu Trân ngăn lại, vậy ngươi là có ý tứ gì? Hôm nay không nói rõ ràng, ngươi có thể đi không được, ngu sơn ngước mắt, đang muốn phản bác nàng hai câu, lại thấy ngu trân khóe môi treo lên cười như không cười tươi cười, đáy mắt cũng hiện lên vài phần nông cạn tàn nhẫn, ngu sân hiểu được, nàng đây là muốn mượn đề tài khó xử tự mình đâu. Trước kia nàng đi theo ngu vận khi không thiếu cho nàng nang kham, nàng hiện tại là ở trả thù đâu, ngu bình khí thế đã áp xuống rất nhiều, đã không nghĩ để ý tới hai người nhưng hắn ánh mắt xẹt qua một bên Duyệt Nhi lại là giật mình, nghĩ đến đêm qua hắn hầu hạ quá chính mình, cũng coi như là ngu trân cho chính mình chỗ tốt tới. Sau một lúc lâu, Ngu Bình nói, đại muội muội tam muội muội trước kia có phải hay không thường thường đi theo nhị muội muội khi dễ ngươi tới, Ngu Sơn nuốt nuốt, Ngu Bình đây là phải cho Ngu Trân làm chủ. Bọn họ hai quan hệ khi nào tốt như vậy, Ngu Trân gật gật đầu, là, ta tự nhiên không trách nhị muội muội nhị muội muội là đích nữ, liền tính muốn ta mệnh cũng là nên. Ngươi không trách nhị muội tự nhiên là hảo, nhưng nha đầu này ngươi tổng nên quái đi, ta hôm nay cái liền giúp ngươi làm chủ, ngươi thưởng nàng hai bàn tay, xem nàng còn dám không dám đối với ngươi như thế kiêu ngạo. Ngu Bình nói, chương 145 ngươi có phải hay không cảm thấy bỉ khuất, ngu sân sắc mặt toàn bạch, theo bản năng về phía lui về phía sau đi. Ngu Trân liếc xéo nàng liếc mắt một cái, che miệng mà cười, ca ca, không cần sự tình trước kia ta đều không trách tội. Tam muội muội cũng không phải thiệt tình tưởng khi dễ ta, ta cần gì phải cùng nàng chấp nhặt đâu. Nàng dứt lời, chấp khởi ngu sân tay tới, ca ca có việc đi trước đi, ta cùng tam muội muội còn có chuyện nói. Ngươi một khi đã như vậy nói, ta cho ngươi một cái mặt mũi, liền không cùng nàng chấp nhặt. Ngu bình khoanh tay hừ nhẹ một tiếng, chỉ vào ngu sân nói, ngươi về sau lại lung tung va chạm, tiểu tâm ta muốn ngươi mệnh. Hắn dứt lời, trực tiếp xua tay mà đi. Đãi ngu bình đi xa, ngu sơn ném ra ngu trân tay tới, không cần phải ngươi, nàng lời nói còn chưa lạc, trên mặt vang lên thanh thúy bàn tay thanh. Ngu sơn má trái má tức khắc tràn ra đỏ tươi dấu bàn tay. Ngu trân thực dùng sức, nàng mặt đều bị đánh trật đi, ngươi có phải hay không tưởng nói, không cần phải ta hảo tâm. Ngươi thả an tâm, ta cũng không ngờ quá phải đối ngươi hảo tâm ta chỉ là không nghĩ ở đại ca trước mặt giáo huấn ngươi thôi. Ngu Trân muốn bảo trì chính mình ép dạ cầu toàn thiện lương hình tượng, cho dù là đối mặt Ngu Bình, nàng cũng đến diễn kịch tới, ngươi. Ngu Sơn bụng mặt, đau đến nước mắt treo lên khóe mắt. Nàng khoan miệng đã nghe đổ máu mùi tanh, trên mặt cũng nóng rát đau, như thế nào không hoàn thủ. Ngươi trước kia không phải thực kiêu ngạo sao? Ngu Trân hỏi, Ngu Sơn nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đem ngươi đánh chuyện của ta nói cho mẫu thân đi, ai nhìn thấy ta đánh ngươi. Ngươi nếu là nói cho, ta lại nói là ngươi oan uổng ta tới, ngươi xem mẫu thân là tin tưởng ngươi vẫn là tin tưởng ta, ngu trân làm càng cười, nàng sớm đã nén giận hồi lâu, hiện giờ xem như có thể ra một mụn ác khí, ta muội muội. Ngươi nếu là thông minh chút liền không cần lại đi theo nhị muội muội, ngươi hẳn là hảo hảo học học tứ muội muội, ngươi xem nàng đi theo ta, nhật tử cùng trước kia giống nhau thật là nhàn nhã thậm chí ta chưa bao giờ hướng nhị muội muội giống nhau thịnh khí lăng nhân đối diện các ngươi ngu sơn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh ta không tin ngươi là thiệt tình đối đãi tứ muội muội tứ muội muội đã từng đi theo nhị tỷ tỷ khi dễ ngươi chờ ngươi phàn thượng cao chi kia một ngày định là sẽ không dễ dàng buông tha nàng ngươi là một cái sẽ thu sau tính sổ người ngu trân không tỏ ý kiến ta nguyên là cho rằng ngươi chỉ là cái vô nịnh nọt không thể tưởng được ngươi cũng có thông minh thời điểm, không sai, ta thật là một cái sẽ thu sau tính sổ. Nhưng này cũng nói không chừng tới, nếu là tứ muội muội cho ta làm trâu làm ngựa có lẽ ta cũng sẽ buông tha nàng, nhưng là ngươi, ta sẽ không bỏ qua. Trước kia ngươi như thế nào đãi ta, lúc sau ta liền như thế nào đãi ngươi tới. Ngươi cho rằng nhị muội muội còn sẽ che chở ngươi sao? Tam muội muội, chúng ta hai trướng, cũng nên hảo hảo tính tính ngu sơn xem đến thông thấu cũng biết nàng là cái tâm nhãn tiểu nhân ngu vận hiện giờ nhìn thấy nàng đều đến trốn tránh đi nàng nghe di nương nói qua ngu trân hai ngày trước đi theo trương dung bái kiến quá gia vinh thái hậu gia vinh thái hậu đối ngu trân rất là vui mừng nàng lúc sau lộ trình sợ là muốn dương buồn thanh vân nhưng là chính mình quyết không thể làm chính mình vận mệnh liền như vậy bị ngu trân hủy hoại đi ngu trân tiến lên vỗ vỗ ngu sơn vai ta hảo muội muội tự giải quyết cho tốt đi hôm nay này bàn tay xem như cái mở màn, lúc sau còn có càng thật tốt sự chờ ngươi đâu. Nàng dứt lời, không thể ngu sân hồi quá mức nghi tới, trực tiếp quay đầu rời đi, buổi trưa sau rơi xuống đoạn vũ, thẳng đến chạm vạn mới ngừng lại. Lâm quản sự khiển người tới hỏi ngu su khi nào rời đi, cũng công đạo lão gia muốn cho nàng ở lâu mấy ngày ý tưởng, ngu su nhất nhất đồng ý, phụ thân đối chính mình là có hổ thẹn, từ ngày ấy thẳng thắng thành khẩn tương đãi sau, Ngu thành tu đối tự mình xem như nhiều mặt chiếu ứng, cũng không hề đề chính mình nữa cái không phải, lâm quản sự đi rồi, bạch hân chống dù giấy trở về. Bên ngoài vũ đại, ước nàng làng váy. Đại nàng đổi hảo y sau mới đến đến ngu su phòng bẩm báo, Việc Nhi kia đầu có tin tức, nói là ngu tướng phu nhân đáp ứng đại cô nương, đại đại cô nương bãi bình hồ di nương sau, liền tiến cử nàng tham dự tuyển tú, đại tỷ tỷ là tưởng vào cung làm nương nương. Ngu su vẫn chưa giật mình, nhưng nàng không nghĩ tới ngu trân giả tâm như thế đại, nàng nguyên bản cho rằng ngu trân chỉ là muốn thay thế ngu vận trở thành bác vương phi, nguyên lai nàng ánh mắt sớm đã đánh tới thánh thượng trên người, Bạch Hân gật đầu nói, nàng đã tìm được ngô thanh rơi xuống, Duyệt Nhi nói hắn muốn đem ngô thanh trói lại đi. Ngu su nghe được lời này, ăn đường bánh tay hơi hơi một đốm, trực tiếp trói tới, này cũng không phải là đại tỷ tỷ tác phong, Bạch Hân tỷ tỷ, ngươi phái người theo dõi nàng người, xem bọn hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì, ta cũng là như thế tưởng. Bạch Hân nói, hai người đang nói chuyện, Lý Ma Ma tiến đến nói, Vương Phi, Tam Cô Nương tới, ngài có thấy hay không, nhanh như vậy liền tìm tới. Ngu Xu Nguyên tưởng rằng nàng muốn suy nghĩ hồi lâu, nàng Nguyên lành nuốt vào cuối cùng một khối đường bánh, nói, mau chút đem Tam Tỷ Tỷ mời vào đến đây đi. Ngu Sơn tiến vào khi rất là chật vật, làm như đi được vội vàng, trên người toàn là nước mưa, nàng má trái má cao cao sưng khởi, trong mắt cũng đựng đầy hơi nước, nhìn đi lên đảo như là bị người khi dễ giống nhau, tam tỷ tỷ như thế nào đem chính mình làm cho như thế chật vật. Ngu Xu biên hỏi chuyện, biên làm bạch hân chuẩn bị thuốc mỡ cùng nấu trứng gà tiêu sưng, ngu sân vừa nghe lời này, không có banh trụ, khóc sức mướt mà đem vừa rồi phát sinh sự cùng ngu Xu nói cái minh bạch, nghe được ngu trân như thế kiêu ngạo, ngu Xu cũng là buồn bực, theo lý mà nói. Nàng cùng tam tỷ tỷ đều là thứ nữ, tuy rằng hiện giờ nàng bị nâng vì đích nữ, nhưng một làm đích nữ sẽ dạy thứ nữ, sợ là không hợp tình lý, xem ra là nàng bị đè nén lâu lắm, hướng ngu sơn trên người phát tiết đâu, cho nên tam tỷ tỷ là tìm kiếm ta che chở. Ngu su hỏi, ta tưởng cho chính mình đồ cái tiền đồ, ngu sơn đi thẳng vào vấn đề nói, ta cũng không phải tưởng thiệt tình cùng ngươi làm bạn, nhưng ngươi thả an tâm, ta hiện giờ đi không thể đi, lui không thể lui, ngươi là ta duy nhất cứu mạng rơm rạ, ta sẽ không phản bội ngươi tới, nàng tuy là ngu vận vua nịnh nọt, lại cũng có chính mình quật cường. Nàng chướng mắt ngu trân ti tiện thủ đoạn, tuyệt không sẽ cùng nàng làm bạn, hiện giờ mẫu thân là thích ngu trân, chính mình ở trong phủ cùng nàng cứng đối cứng cũng tuyệt không phải đối thủ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ hảo nhẫn nhục phụ trọng theo ngu xu. ngu xu tiếp nhận bạch hân trong tay thuốc mở, vỗ vỗ chính mình bên cạnh đệm mềm ý bảo ngu sân ngồi xuống, ngu sân chần chờ sau một lúc lâu, mới đi theo ngồi xuống, chỉ nghe Ngu Su nói, tỷ tỷ có phải hay không cảm thấy chính mình rất là ủy khuất, loại chuyện này tự nhiên là ủy khuất A. Ngu Sơn nói, Ngu Su nhẹ nhàng mà thế nàng bôi lên thuốc dán tỷ tỷ ủy khuất cái gì? Này hết thảy không đều là tỷ tỷ ngươi sai lầm sao? Nếu không phải tam tỷ tỷ ngươi đi theo nhị tỷ tỷ khi dễ đại tỷ tỷ, nàng như thế nào như thế hận ngươi tới, ta cũng là không thể nề hà, ta nếu là không đi theo nhị tỷ tỷ khi dễ khi vạn nhất bị khi dễ người là ta nên làm cái gì bây giờ. Ngu Sơn hỏi lại, bọn họ này đang làm thứ nữ mà, mệnh tới hèn hạ, tự nhiên muốn ông chủ tử đùi, nếu không này hầu phủ lại nên như thế nào sinh tồn đi xuống, chương 146 hồ thị tới cầu tình. Khi đây là ngươi tự mình tuyển lộ, hiện giờ báo ứng tới, cũng không phải do ngươi ủy khuất. Ngu Su nói, Ngu Sơn ngẩn ra, đẩy ra tay nàng, ta hiện tại đều rơi vào kết cục này, ngươi còn muốn trào phúng ta tới ta lại không phải ngươi, hiện giờ có thể đương cái vương phi, triệt triệt để để thoát khỏi này hèn hạ vận mệnh, khi nếu là lúc trước, là muốn ngươi xuất giá, tam tỷ tỷ có bằng lòng hay không? Ngu su hỏi, ngu sơn nghĩ nghĩ, lại là trầm mặt. Lúc trước bọn họ đều cho rằng đây là môn khổ sai sự, huống chi bọn họ tuổi như thế tiểu, nếu là sở gã phi phu quân, kia bọn họ chẳng phải là bằng bạch chậm trễ cả đời vận mệnh. Ngu su thấy nàng không đáp, cười nói, cho nên, này thăng chức rất nhanh Vương Phi cũng không phải ngươi muốn làm. Ngươi nếu là lúc trước muốn làm này Vương Phi, muốn thoát đi phủ đi, như thế nào luân thượng ta tới? Ngu Sơn nghe lời này, nức nở nói, nói như vậy, ngươi là đang nói ta tự làm tự chịu. Ta ý tứ là, hiện tại gắn liền với thời gian không muộn, tỷ tỷ nếu là chịu sửa lại phía trước tính nết, vì chính mình đấu tranh một phen, hết thảy đều tới kịp, người đều có phạm sai lầm thời điểm nhưng kịp thời sửa đổi có thể hòa nhau nguyên bản vận mệnh, liền xem tỷ tỷ ngươi có chịu hay không, ta. Ta tự nhiên là chịu. Ngu Sơn nói, ngủ muội muội là ta xin lỗi ngươi, ta thừa nhận, trước kia đi theo khi dễ ngươi khi, ta là hưởng thụ mà, ta bị người áp bách đến lâu lắm, cũng chỉ hảo dựa khi dễ ngươi tới vãn hồi chính mình tôn nghiêm. Ngươi nếu là khí ta hận ta, liền lấy ta hết giận đi, dù sao hiện giờ ta đã không đường có thể đi, sự tình trước kia ta tự sẽ không lại đi tính kế, ta hiện giờ quá đến hảo ta còn tính kế năm đó làm cái gì, ngu su nhàn nhạt mà cười, tỷ tỷ thả yên tâm, đáp ứng chuyện của người ta sẽ tự đi làm, tỷ tỷ cũng đừng quên cùng ta chi gian ước định, chúng ta cắt tư này chứ, nếu là lẫn nhau không phản bội, có lẽ về sau một lần nữa hiểu biết, cũng có thể làm chân chính tỷ muội, ngu su thản ngôn chân thật, ngu sơn nghe được cảm động, nàng đột nhiên minh bạch chính mình cùng ngu su chi gian trên lệch, có lẽ chính mình làm vương phi, cũng quá không được như vậy tốt nhật tử tới. Ba ngày sau, chiến báo hồi kinh phụng thân vương tự mình soái binh đã lấy về hai tòa thành trì bảo vệ cho biên cương thái hoàng thái hậu biết được việc này cùng thánh thượng thương nghị miễn đi ba ngày điền thuế cử thiên đồng thánh bá tánh tự phát tổ chức đèn yến suốt náo nhiệt năm ngày ngu xu biết được việc này sau cấp vương gia gửi đi bình an tinh dắt bạch hân đi hướng hội đèn lồng mua rất nhiều ngoạn ý nhi trong đó có vương gia hình tượng tượng đất ngu xu đều cấp vương gia gửi đi toàn phủ đúng là nhạc A thời điểm, hồ thị lại tìm tới ngôn tới. Lý ma ma hồi bẩm ngu xu hồ thị tới cửa khi, ngu xu là kinh ngạc, đã nhiều ngày duyệt nhi tới báo, ngu trân bắt lấy ngô thanh sau, cho ngô thanh nếm mùi đau khổ, ngô thanh sớm bị ra tấn đến không có người dạng, bạch hân cũng khiển người đi ra, tận mắt nhìn thấy ngô thanh đã bị đánh đến không ra hình người. Hồ thị tìm không thấy ngô thanh, trong lòng định là làm tốt nhất hư tính toán, nhưng ngu xu lại là khó hiểu, Nàng vì sao phải tới tìm chính mình tới? Hồ thị lần này tới đều không phải là tay không, mà là mang theo rất nhiều trân quý ngoạn ý nhi, đều là ngày thường ngu thành tu ban thưởng, nàng vừa vào viện, liền quỳ gối ngu xu trước mặt, "Vương phi, còn thỉnh ngài cứu cứu thiếp thân đi." "Em đẹp, ta cứu ngươi làm gì?" Ngu xu gọi Bạch Hân đem nàng nâng đứng dậy, "Ta, ta." Hồ thị cắn môi, làm như khổ mà không nói nên lời, nàng suy nghĩ hồi lâu, mới nói, "Vương phi, kỳ thật ta vẫn luôn đều biết được, ngươi. Ngươi hẳn là biết ta dèm pha, mấy năm trước ở núi giả sau nghe lén, hẳn là chính là ngươi đi. Ngu su nghe ngôn không đáp, nếu là lúc trước không phải chính mình kịp thời phản ứng, khả năng liền ngay tại chỗ bị ngô thanh bóp chết qua đi. Có lẽ, nếu là bên cạnh không cái bạch hơn bảo hộ, hồ thị cũng muốn nghĩ biện pháp tra tấn chính mình, cũng may vương gia suy nghĩ cái pháp, đem sự tình tản cho Trương Dung, hồ thị chống đỡ Trương Dung, mới lười đến lại để ý tới chính mình, hồ thị khóc đến thương tâm, vương phi, ta biết được ngươi cũng không muốn cùng ta làm đối, ngài cũng biết được, phu nhân đều không phải là thiệt tình đại ngươi, nhưng thiếp thân ở vương phi đại hôn khi chính là tự tay làm lấy, thiếp thân đối vương phi ngài một mảnh chân thành, còn thỉnh vương phi cứu cứu thiếp thân, cấp thiếp thân một con đường sống, thiếp thân nhất định cảm ơn bất tận. ngu xu buông chung trà, hồ thị, việc này ngươi cũng không nên cầu ta tới, cũng không nên cầu bất luận kẻ nào này bản thân chính là ngươi phạm phải sai lầm, ngươi cầu ta, ta cũng không giúp được ngươi bất luận cái gì. Hồ Thị Khái hạ hai cái vang đầu nói, chính là việc này chỉ có thể Vương Phi ngài cứu ta tới, ta biết được, ngài đối phu nhân là có khí, đối toàn bộ tướng phủ đều là có khí, chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể trợ ngươi báo thù. Ngài chẳng lẽ liền không nghĩ nhìn đến phu nhân cuối cùng rơi vào cái cái gì kết cục sao, mỹ nhân rơi lệ, tự gọi người tiếc hận không thôi. Đáng tiếc trước mắt mỹ nhân là cái rắn rết, nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngu Su nói, ngươi ở làm chuyện này thời điểm nên nghĩ đến khởi hậu quả mới là, hiện giờ đại họa đã thành, ngươi cầu ta, ta cũng không giúp được ngươi cái gì, ta đối mẫu thân cũng không bất luận cái gì thù hận, ta cũng càng không nghĩ đối phó nàng, càng không nghĩ giúp ngươi, ngươi phạm vào như thế sai lầm lớn, ta không cho phụ thân nói, đã là nhân từ, huống hồ ngươi đối ta động quá sát tâm, ngươi cảm thấy ta sẽ tín nhiệm ngươi sao? vương phi, ta cầu xin ngươi, ngươi nếu là không giúp ta, liền thật sự không có người có thể giúp ta. hồ thị cầu xin nói, ngu xu không lưu tình chút nào. hồ thị nếu là hiểu được đúng mực, ngày thường không cần như vậy càng rỡ. có lẽ trương dung cũng có thể bao dung nàng. đáng tiếc nàng rõ ràng sai sự trước đây, lại vẫn như thế làm càng. còn ở trong kinh thành dưỡng tình lang, như vậy nữ tử, chính mình nếu là giúp nàng, liền thật kêu sách không rõ ta sẽ không cứu ngươi, ngu xu dứt lời, nhìn về phía Bạch Hân, Bạch Hân tỷ tỷ, tiễn khách đi, đúng vậy. Bạch Hân gật đầu, cùng một bên Lý Ma Ma sự cái ánh mắt, Lý Ma Ma hiểu ý, Sam khởi hồ Di Nương nói, Di Nương mau khởi đi, nhà ta chủ tử sẽ không giúp ngươi, Vương Phi, ngươi cũng là cái hài tử, Tùng Nhi cũng là cái hài tử, hắn cái gì cũng đều không hiểu, cũng cái gì đều không biết, nếu ta đã xảy ra chuyện, Tùng Nhi tánh mạng nhất định liền không có. Vương Phi, ngươi xin thương xót, giúp ta lúc này đây đi, tốt xấu cũng làm Tồn Nhi sống sót. Hồ Thị khóc như hoa lê dính hạt mưa, ngu su nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, quay đầu đi, chờ Bạch Hân đuổi đi nàng sau, ngu su mới toát ra hài tử bất an tới, Bạch Hân tỷ tỷ, ta có phải hay không quá vô tình, Vương Phi làm được không có sai, ngươi nếu là giúp nàng, mới là tình lý không dung, Bạch Hân nói, lại như thế nào nói ngài cũng là ngu tướng phủ gia người, như thế đại một cái gia tộc, có thể nào là một cái thiếp thất đạp hư đi. Ngu su gật gật đầu, nói, chuyện này cuối cùng như thế nào, chúng ta liền hãy chờ xem, dù sao cũng là các trưởng bối ân oán, ta chỉ sợ sẽ liên lụy đến vương phi ngươi tới. Bạch hân thở dài nói, nô tỳ sẽ nhìn chầm chầm, nếu là đại cô nương dám săn bậy, chúng ta cũng tuyệt không nuôn chiều, làm phiền bạch hân tỷ tỷ. Ngu su nói, chương 147 trộm người bị phát hiện, ban đêm, âm trầm trong địa lao ngô thanh bị người đánh đến không ra hình người lại vẫn là không chịu nói hồ thị nữa cái không phải hắn không mở miệng nói minh tự mình cùng hồ thị chi gian quan hệ ngu trân lại dùng hình cũng vô pháp tử nhưng nếu là trực tiếp buông tha ngô thanh cũng không phải cái biện pháp nguyên bản cho rằng cái này ăn cơm mềm nam nhân sẽ dễ như trở bàn tay cung khai hiện giờ cái gì hình pháp đều dùng đều mau bị đánh đến bán thân bất toại lại cắn chặt khớp hàm ngu trân mưu kế thua hơn phân nữa hắn nghiễm nhiên thành phỏng tay khoai lang ngu trân xoa xoa giữa mày đau đầu đến lợi hại duyệt nhi bưng lên một chậu nước trong cho nàng tẩy mặt nói cô nương vẫn là sớm chút hồi tướng phủ đi ở chỗ này ngốc cũng không phải cái biện pháp hắn nếu không chịu thừa nhận chúng ta cũng chỉ có thể chờ tới ngu trân nhìn nàng một cái lại không nói chuyện một gã sai vặt vào lúc này vào phòng nói đại cô nương tám quận vương tới ngu trân đôi mắt sáng ngời đứng dậy nghênh đi Cố ấu anh mặc vô biểu tình mà vào phòng, đem một cái hắt bình gác ở trên bàn, nói, ngươi cũng thật là lớn mật, cư nhiên còn dám dùng bách hương thảo tới, ta cũng là không có biện pháp, ngu trân ai tháng nói, ngô thanh đều không há mồm, ta cũng chỉ có thể dùng bách hoa thảo đối phó hắn. Hiện giờ nàng cùng cố ấu anh cũng coi như là thừa ở người cùng thuyền, ngô thanh sự chính mình cũng cùng hắn nói cái đại khái, cố ấu anh nhìn ngu trân ngao hồng hai tròng mắt, hỏi, ngươi vì trương dung làm những việc này đáng giá sao? có đáng giá hay không cũng đến làm ai làm ta sinh ra vận mệnh liền như thế đạm bạc đâu ngu trân cười khổ nếu không nghĩ lệnh người bài bố phải nghe lệnh cùng người tám quận vương người đối ta ân huệ ta ghi khắc trong lòng ta cũng không có nhìn lầm người ngài là một cái quân tử cố ấu anh bị nàng chân thành ngôn ngữ dỗ dành hỏi người lúc trước nói người tâm duyệt với ta là thật là giả tự nhiên là thật ngu trân nói nhưng ta cũng biết được ta không xứng được đến tám quận vương thích ngài như vậy thân gia người trong phủ không chấp nhận được ta cái này ti tiện nữ tử nàng như thế nói cũng chỉ nhân không nghĩ cùng cố ấu anh sinh ra tình cảm thượng liên hệ do đó phủng hắn thôi nếu là nàng chỉ nói tâm duyệt cố ấu anh nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nàng nạp vào trong phủ đương một cái quận vương trắc phúc tấn cũng không phải là ngu trân muốn cố ấu anh dừng một chút giống ngươi như vậy thông tuệ nữ tử nếu thật muốn gả ta là có thể gả, ta xem ngươi là chướng mắt bổn vương thiếp thất danh hào, thôi thôi, hiện giờ chúng ta vứt đi cảm tình không nói, liền đàm luận chính sự, ngươi hiện tại làm chính là một kiện việc xấu trong nhà, thừa tướng liền tính là biết được, đối với ngươi cũng sẽ có thành kiến, gia đình giàu có, giống nhau bêu xấu sự, đều là muốn che che giấu giấu, nhưng ngu trân càng muốn nháo đến oanh oanh liệt liệt, này hoàn toàn vi phạm gia tộc chi đạo. Ngu trân lắc đầu, đi một bước tính một bước đi nàng dứt lời, dắt bách hoa thảo vào địa lao. Ba ngày sau, Ngô Thanh tràn đầy vết thương mà xuất hiện ở tướng phủ cửa chính, trên người hắn treo một cái bản hiệu, phía trên dùng huyết đầm địa tự nhi viết, đây là tam thiếu gia thân phụ, tam thiếu gia là ngu tồn, hồ thị hài tử, người này thật đúng là không biết sống chết, này biển thượng ý tứ, là nói bên trong có di nương trộm người. Vây xem bá tánh cười nói, một người ngôn, cũng không phải là trộm người sao nếu không như thế nào nháo ra loại chuyện này tới người này cũng không phải tự nguyện tới ngươi xem hắn bị đánh đến như thế thảm thiết định là bị người bức bách có tuổi trẻ phụ nhân khẳng nói ta nhớ rõ mấy năm trước giống như có tiếng gió nói là trong phủ tuổi trẻ mạo mỹ hồ di nương trộm người hoài người khác loại người này sẽ không chính là hồ di nương lão tướng hảo đi có lẽ chính là nàng đâu đám người đi theo cười nói lâm quản sự được nghe tiếng gió ra phủ khi ngô thanh đã nằm hồi lâu hắn nhìn nhìn ngô thanh trước ngực bản hiệu, lập tức sợ tới mức xanh cả mặt, vội vàng gọi tới gã sai vặt đem ngô thanh nâng nhập trong phủ. Ngô thành tu thượng triều khi trở về, còn chưa nhập gia môn, đã bị ngoài cửa tiếng gió thổi đến đầy mặt quán giận, đãi hỏi qua lâm quản sự sau, trực tiếp khiển người đem ngô thanh mang lên. Ngô su cùng mặt khác bọn tỉ muội đều nghe thấy tiếng gió mà đến, bọn họ nằm ở nội đường phòng nhỏ, nghe bên ngoài phụ thân hỏi chuyện. Trương Dung cùng Ngô Thành Tu hai người ngồi ở chủ vị thượng, hồ thị bị mang đến khi sớm đã biết được tình huống nàng đầy mặt nước mắt mới vừa vừa thấy nằm trên mặt đất chết khiếp bất tử ngô thanh vội vàng quỳ xuống thân tới lão gia ta ta không quen biết người này ngài gọi ta tới làm cái gì trương dung thấy nàng hoảng loạn không thôi cười nói ngươi không quen biết ngươi hoảng làm cái gì chúng ta nhưng không có nói ngươi cùng hắn có quan hệ hồ thị một ngạnh minh bạch chính mình quá mức hoảng loạn lập tức nhắm lại miệng không dám nói lung tung tới. Ngô thành tu ngước mắt nhìn hồ thị liếc mắt một cái, nữ nhân này là chính mình hàm ở bên miệng yêu thương. Tuy rằng sớm chút năm kinh thành là có chút tin đồn nhảm nhí, nhưng hắn chưa bao giờ đương một chuyện. Lúc trước ngô thanh cũng là vì hồ thị thanh danh suy xét trục xuất phủ đi, không từng tưởng, người nam nhân này thế nhưng thật sự vẫn luôn ở kinh thành vần quanh. Hắn không có về quê, mà là vẫn luôn lưu tại kinh thành, Ngô thành tu đều không phải là cái vụng về người, hơi hơi tưởng tượng liền hiểu được trong đó nguyên do chỉ là hắn không nghĩ tới hồ thị thế nhưng thật sự phản bội chính mình tới ngô thanh trên người của ngươi kia khối bản hiệu là có ý tứ gì ngô thành tu hỏi ngươi cùng hồ thị chi giang thật sự có không thể cho ai biết quan hệ sao ngô thành tu ngày thường đều là gọi nàng yên nhi hiện giờ lại kêu nàng hồ thị này trong đó nguyên do hồ thị ngầm hiểu nàng sớm đã biết ngô thanh biến mất nhất định là bị người trói lại đi hắn là cái tham sống sợ chết người, đến lúc đó nhất định sẽ cung ra bản thân tới, hiện giờ, thật sự bị chính mình cấp đoán trúng, ngu thừa tướng, ngài. Ngài phóng ta một con đường sống đi, ta thừa nhận. Ta thừa nhận ta cùng Hồ Di Nương trước kia đã làm những cái đó dèm pha, ta cũng thừa nhận. Ta cũng thừa nhận Hồ Di Nương hài tử là của ta, ngài. Ngài buông tha ta đi, mấy ngày nay, hắn vừa tỉnh tới chính là ác mộng hắn nguyên bản nghĩ, liền tính chính mình chết, cũng muốn bảo vệ cho Hồ Di Nương cùng chính mình sự, không từng tưởng, cuối cùng lại bị trí thân phản bội, hắn nguyên bản vẫn luôn không biết bắt cóc chính mình người là ai, mặc cho bọn họ nghiêm hình tra tấn, chính là ngẫu nhiên giang nghe lén đến những cái đó gã sai vặt nhóm nói chuyện, mới biết được là Hồ Thị chính mình đùa bẩn thủ đoạn, bọn họ cho rằng hắn ngất qua đi, đám kia đóng lại hắn gã sai vặt trộm đạo nói, kỳ thật ngô thanh miệng cũng coi như là khẩn. Hồ Phu Nhân không cần phải đem Ngô Thanh đẩy vào tử lộ. Ngươi biết cái gì? Hồ Di Nương mấy năm nay sinh hoa nhiều ít bạc dưỡng hắn a? À, cái này không biết sống chết người còn lưu tại kinh thành đâu? Hồ Di Nương cũng là tưởng thăm thăm hắn khẩu phong. Nếu là hắn thật sự khẩn, kia cũng có thể lưu lại hắn một con đường sống. Nếu là không khẩn, trực tiếp giết đi. Một người khác nói. Ngô Thanh nghe trái tim băng giá. Nguyên lai like, chính mình ở hồ thị trong lòng đã là thành có thể có có thể không người. Nói tốt cùng hưởng thụ vinh hoa, nàng lại yếu hại chính mình tánh mạng. Ngô Thành tu nghe lời này, chỉ cảm thấy đầu ván mắt hoa dường như thiên đều phải sụp giống nhau. Hắn âu yếm nữ nhân thế nhưng thật sự phản bội hắn. Chương 148 việc xấu trong nhà đã ngoại dương. Lão gia! Ngài đừng nghe hắn nói bừa, ta căn bản là không quen biết hắn. Hồ Thị nói, Lão gia, Hồ Thị hài tử thật là ta. Ngô Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, Hồ Thị hồng mắt đẩy như hắn. Ngô Thanh! Ngươi rốt cuộc sao lại thế này Ta cùng ngươi có cái gì ân oán Ngươi vì sao phải hại chết ta tới Ngô Thanh che lại ngực Nói Ngươi cùng ta không có ân oán Ngươi nếu là cùng ta không có ân oán Ngươi như thế nào muốn hại chết ta tới Hắn dứt lời Chậm rãi vén lên cánh tay Chỉ thấy phía trên làn da đã hư thối Có thậm chí đã sinh mũ Ngô Su nhìn thấy này thương Trong lòng giật mình Nàng đi theo lâm hoài học y nhiều năm liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bách hoa thảo lưu lại thương, lão gia, đây là cái độc phụ, tồn nhi là ta hài tử. Nàng, nàng không nghĩ việc này bại lộ. Cho nên, cho nên, ngô thanh nuốt xuống một ngụm tàn huyết, cho nên muốn hại ta tánh mạng, ta nếu là thật muốn hại tánh mạng của ngươi, ta như thế nào ở ngươi ngực lưu lại một bản hiệu. Ngô thanh, ngươi có hay không đầu óc, hồ thị tức muốn học máu, hung hăng dậm chân nói. Mấy năm nay sinh, chính mình cũng cho hắn quá không ít ngân lượng, thậm chí có nghĩ tới, nếu là ngày sau tồn nhi đương gia, nàng cũng có thể ở lén mua cái đồng ruộng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Chính là hắn đâu, lại hung hăng dẫm nàng một chân, tính đến tính đi, chung quy là nàng sai thanh toán, lúc trước liền không nên cùng hắn sinh ra liên hệ, hiện giờ quấy loạn không rõ, đem chính mình bằng uổng phí đi vào, ngô thanh nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái này bản hiệu là ta chính mình quải hắn dừng một chút, ta nếu không quải này bản hiệu, như thế nào đưa tới nhiều người như vậy, như thế nào bị người nâng nhập trong phủ, lại như thế nào nhìn thấy ngươi cái này độc phụ, hồ thị chân nhi đã sắp trung lên, nàng lui ra phía sau hai bước, dục phải hướng cố thành tu giải thích khi, cố thành tu lại nói, ngô thanh, ngươi dựa vào cái gì nói hài tử là của ngươi, ngươi có cái gì chứng cứ, hồ thị ngực có một viên nốt ruồi đỏ, ngô thanh nói còn chưa lạc, hồ thị đã xông lên trước xé rách ngô thanh, ngươi đủ rồi. Ngươi nói bậy gì đó? Ngô Thanh, ngươi hủy hoại ta còn chưa đủ sao? Ngươi thật sự muốn hủy hoại Tồn Nhi sao? Tùng Nhi tâm trí không được đầy đủ, nếu không lưu tại trong phủ, ngươi tới a? À? Đem hồ thị kéo ra. Trương Dung phân phó nói. Ngô Thanh nguyên bản vết thương chồng chất mặt lại nhiều mấy cái móng tay ấn ký, hồ thị màu đỏ tươi mắt, tức giận mà nhìn chầm chầm hắn. Chính mình khuyên can mãi, chưa bao giờ bạc đãi quá Ngô Thanh, hắn hiện giờ dễ như trở bàn tay mà liền đem chính mình rơi vào như thế hoàn cảnh. Hồ Thị chỉ cảm thấy thiên sắp sụp hạ, mà chính mình nhân sinh, hài tử nhân sinh đã hoàn toàn xong đời, ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Trương Dung hỏi, Hồ Thị, lão gia đãi ngươi như thế chi hảo, ngươi lại làm ra loại chuyện này tới, ngươi trong lòng nhưng có một chút ấy nấy, Hồ Thị hoảng loạn mà quỳ xuống, nắm lấy ngô thành tu ống quần khóc lóc thảm thiết nói, lão gia, ta sai rồi ta lúc trước đều không phải là ý định, là Ngô Thanh, là Ngô Thanh tới cưỡng bách ta, ta không dám nói, là bởi vì sợ ngươi biết được sau sẽ ghét bỏ ta tới, ta tâm hoàn hoàn toàn toàn là thuộc về lão gia ngài. Ngô Thanh nghe nàng nói như thế, cũng biết nàng là tưởng hoàn toàn thoát khỏi cùng chính mình quan hệ, vội nói, ngươi này gian trá phụ nhân, ta cưỡng bách ngươi một lần, chẳng lẽ còn có thể cưỡng bách ngươi lần thứ hai không thành, ngươi rõ ràng chính là cam tâm tình nguyện, ngươi ta hai người nơi nào có cưỡng bách nói đến. Ngươi nói bậy. Ta không có. Ta tuyệt đối không có đã làm. Hồ Di Nương nói, Ngô Thanh nghe nàng lời này, lãnh A nói, ta không có nói bậy, chúng ta hai người gặp lén đều bị người nhìn thấy quá. Lúc ấy chúng ta đang ở sau núi nói chuyện, vừa lúc bị người nghe lén đến, ngươi cùng ta nói, là Vương Phi nghe lén, cái gì? Ngô Thành tu tâm thật mạnh chấn động, ngược lại nhìn về phía nội thất, ngu su, ngươi ra tới ngươi thật sự nghe lén đến bọn họ nói chuyện, ngu su hơi giật mình, ngay sau đó ra trong phòng. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng mà xẹt qua ngu trân, ngu trân cong cong môi, khiêu khích mà hồi lấy ánh mắt, ngu su mếu máu, kỳ thật sớm đã suy đoán đến ngu trân sẽ đem chính mình kéo xuống nước, hiện giờ ngu vận đã không thành sự, ngu thành tu tinh lực hẳn là sẽ hướng chính mình dựa tới, nếu là cùng chính mình sinh ra hiềm khích, kia hắn có khả năng dựa vào con cái, chính là ngu trân, phụ thân, ta là nghe lén đến, lúc ấy là ngu xu gả cho vương gia không lâu hồi phủ thăm người thân khi nhìn thấy ngu xu nói lúc ấy bọn họ phát hiện ta nghe lén còn muốn giết ta tới lúc ấy ta tiểu cũng không biết được bọn họ hai người đang làm cái gì đem việc này nói cho bên người nô tỳ sau mới hiểu đến là yêu đương vụn trộn ta đem việc này báo cho vương gia sau vương gia sớm đã viết nặc danh thư từ cho mẫu thân làm mẫu thân xử lý việc này nhưng là nhiều năm như vậy qua đi mẫu thân vẫn chưa xử lý ngu Su cũng rất là kỳ quái ngu Su dễ như trở bàn tay mà liền đem cầu đá cho trương dung ngu Su tuổi còn nhỏ nàng không hiểu đến như thế tình huống là hết sức bình thường sự tình nhưng trương dung lại không phải nàng nếu rất sớm liền biết được này tình huống nhưng vẫn không có báo cho ngu thành tu thậm chí cũng không có điều tra việc này ngược lại tản lời đồn trương dung sắc mặt hơi cương nguyên lai viết thư nặc danh người thế nhưng là phụng thân vương nàng vẫn luôn tưởng trong phủ tưởng lấy lòng nàng người Ngô Thành Tu hít ngược một hơi khí lạnh, không thể tưởng được một kiện dèm pha lại là dẫn ra nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng tới. Hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng thê lương, trừ bỏ chính mình, dường như tất cả mọi người biết được hắn bị phản bội giống nhau. Phu nhân, ngươi vì sao không trực tiếp cùng bổn tướng nói minh? Ngô Thành Tu hỏi hướng Trương Dung. Trương Dung nuốt nuốt, lại không biết nên như thế nào trả lời. Trước kia kinh thành trung lời đồn chính là ngươi truyền ra đi. Hắn lại hỏi trương dung ấp úng nói không rõ ràng lắm ngu xu nói mẫu thân ngươi đem việc này truyền vào kinh thành mẫu thân cũng có chính mình khó xử việc này dù sao cũng là việc xấu trong nhà mẫu thân chỉ là hy vọng phụ thân có thể nghe nói tiếng gió điều tra việc này lại không nghĩ phụ thân án binh bất động phụ thân đối hồ di nương quá mức tín nhiệm mẫu thân cũng là không có biện pháp ngu trân nói còn chưa nói xong ngu xu bỗng chốc chen vào nói nói phụ thân ngu xu còn có một chuyện muốn nói ngươi nói đi. Ngu thành tu ngồi xuống thân, thuận khí nói, hôm kia cái ta coi thấy đại tỷ tỷ dáng vẻ vội vàng lại là lén lúc mà, không biết muốn đi hướng nơi nào, vì thế phái người theo dõi đi, thị vệ trở về nói là tỷ tỷ ở đối một người dùng tiên hình, đánh giống như mấy ngày, ngu su không có đi, cho nên không biết tỷ tỷ đánh người là ai, hôm nay xem ra, hẳn là ngô thanh, ngu su nói, chỉ là ngu su có một việc không rõ, tỷ tỷ vì sao đánh ngô thanh, Ngô Thanh lại nói là Hồ Di Nương đánh, chẳng lẽ tỷ tỷ là Hồ Di Nương đồng lõa, muốn giúp đỡ Hồ Di Nương giết Ngô Thanh không thành, Ngô Trân sắc mặt xoát địa một chút trắng bệt, Ngô Xu đã nhiều ngày vẫn luôn đều chú ý chính mình hướng đi. Nàng vẫn luôn cho rằng Ngô Xu cái gì đều không biết, cho nên hôm nay mới riêng hướng tới nàng bát nước bẩn. Há liêu nàng không chỉ có bác trở về Trương Dung, còn bác trở về nàng tới, một việc này một sự kiện mà, các ngươi nhưng thật ra sự tình thật nhiều a. À? Ngu Thành Tu cười lạnh châm chọc nói. Này nhóm người rốt cuộc giấu giếm hắn nhiều ít sự, chương 149 Hồ Thị đuổi ra phủ. Hồ Thị Hồng Hạnh xuất tường một chuyện nhưng thật ra đã ván đã đóng thuyền, nhưng hắn càng muốn biết được bọn họ còn có bao nhiêu người than nhập nước đục, than vài thước. Ngu Trân hoảng loạn biện giải nói, muội muội nói lời này là có ý tứ gì? Ta nhưng chưa bao giờ đã làm chuyện này, muội muội đừng vu hãm ta tới. Ngu Su cười nói, vu hãm không vu hãm, tỷ tỷ trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Nếu ngươi không rõ ràng lắm, làm ngươi bên người nô tỳ nói rõ nói minh không phải hảo, nàng dứt lời, vẫn luôn trầm mặt không ngôn ngữ duyệt nhi, thình thịch một tiếng quỳ gối ngô thành tu trước mặt, lão gia, chuyện này đều là nhà ta cô nương một tay kế hoạch, nàng bắt ngô thanh, nói cho ngô thanh là hồ di nương trảo hắn, còn cấp ngô thanh dùng bách hoa thảo, uy hiếp ngô thanh muốn hủy hoại hắn dung mạo, hủy hoại hắn thanh âm, làm hắn không lời nào để nói hắn thiết kế cố ý thả chạy Ngô Thanh, lại phái người giải cứu sắp té xỉu Ngô Thanh, đưa đến phủ cửa tới. Nhà ta cô nương làm những việc này đều là vì phu nhân, phu nhân vẫn luôn coi hồ thị vì cái đinh trong mắt. Duyệt Nhi, ngươi có biết hay không chính ngươi lại nói bậy gì đó? Ngu Trân nổi giận nói, tránh ở đường Ngu Sơn Ngu vẫn nghe được rõ ràng, Ngu Trân đây là vác đá nện vào chân mình, nàng nàng không nên vạn không nên luôn là cùng Ngu Xu làm đối. Ngu vận nghe được bách hoa thảo ba chữ khi, hận đến ngứa răng, Bách Hoa Thảo chỉ có 8 quận vương mới có, xem ra Ngu Trân đã cổng nàng đáp thượng 8 quận vương này căng cao chi. Nàng hận không thể tiến lên đem Ngu Trân trảo cái dập nát, nếu không phải là nàng uy hiếp chính mình, nàng sớm đã đem nàng hãm hại chính mình sự cùng Trương Dung cáo trạng. Duyệt Nhi sớm đã đối Ngu Trân đã chết tâm tư, nói, đại cô nương đừng trách Duyệt Nhi tâm tàn nhẫn, nếu không phải đại cô nương đem ta hiến cho đại thiếu gia, ta cũng sẽ không phản bội đại cô nương ngài, Ngu Trân. Hảo cao minh thủ đoạn A, ngu thành tu trầm khuôn mặt, ngôn ngữ phản phúng nói. Ngu trân sắc mặt trắng bệch, phụ thân, này chỉ là duyệt nhi lời nói của một bên, ta nơi nào có bản lĩnh làm ra loại chuyện này tới, nếu là tỷ tỷ thật sự không có bản lĩnh, hiện giờ như thế nào trở thành đích nữ? Ngu su châm chọc nói. Ngu trân cứng họng, đang nghĩ ngợi tới biện pháp thế chính mình giải vây khi, ngu thành tu đạo, ngươi đem ngươi nô tỳ hiến cho ca ca của ngươi, ngu trân, trước kia bổn tướng chỉ cảm thấy bạc đãi ngươi, cho nên đương phu nhân đưa ra muốn dưỡng ngươi ở nàng dưới gối khi bổn tướng vẫn chưa ngăn cản, nhưng bổn tướng không có nghĩ tới, ngươi thế nhưng ở ta mí mắt phía dưới đùa bẩn này đó dơ bẩn xiết, việc này trương dung cũng không có lường trước đến, lão gia, việc này cùng ta cũng không quan hệ, ta cũng không biết ngu trân sẽ làm loại chuyện này, nàng nói bậy, ta không có, ngu trân biện giải nói, đại tỷ tỷ. Ngươi có hay không ngươi trong lòng hẳn là nhất rõ ràng, ta liền không nói nhiều cái gì ngu su nói ở chúng ta trong phủ chưa bao giờ đem nô tì nhóm coi như một chuyện đối đãi đại tỷ tỷ như thế đối đãi duyệt nhi cũng ở tình lý bên trong chỉ là đại tỷ tỷ tâm thật thật là phức tạp hiện giờ nhật tử đã so với lúc trước muốn hảo lại vẫn là không biết đủ ngu sơn khí thuận bất quá cũng vào lúc này ra phòng phụ thân vốn dĩ ta không nên nói cái gì lời nói tới nhưng là ta ẩn nhẫn không được trước đó vài ngày ta không cẩn thận cùng đại tỷ nổi lên tranh chấp đại ca lại là làm đại tỷ phiến ta bàn tay ta mặc sưng phù suốt ba ngày trong phủ người nhưng đều nhìn thấy quá ta mặc sưng phù bộ dáng đại ca là nhị tỷ tỷ thân ca ca vì sao sẽ đối đại tỷ tỷ như thế quan tâm ta vẫn luôn đều tưởng không rõ hôm nay cái nhưng thật ra rõ ràng nguyên lai like đại tỷ tỷ ngươi lại là dùng này dơ bẩn xiết tới liền tính nàng không đề cập tới việc này nghẹn ở trong lòng ngu trân vẫn là sẽ đối phó nàng tới Hiện giờ thời cơ đúng là thời điểm, nàng củi lửa thượng lại thiêu một phen hỏa, làm ngọn lửa tới càng vượng một ít. Ngu Trân hoảng hốt mà miếm môi, hôm nay vốn là vạn ngã hồ thị cơ hội, không thể tưởng được nàng lại đáp thượng chính mình, đủ rồi. Các ngươi sự tình chờ lát nữa nói, hiện tại là hồ thị cùng Ngô Thanh. Ngô Thành tu dứt lời, lúc này mới nhìn về phía hồ thị cùng Ngô Thanh, Ngô Thanh đã khiếp sợ địa đạo không ra bất luận cái gì lời nói tới, cho nên này hết thảy đều là hắn bị tính kế, kỳ thật Hồ Thị vẫn chưa nghĩ tới đối phó hắn, Hồ Thị sớm đã khóc thành cái lệ nhân, lão gia, ta biết được chính mình đã làm sai chuyện tình, nếu là có lại tới một lần cơ hội, ta định sẽ không làm như thế, ta khác không cầu, ta chỉ cầu lão gia có thể buông tha Tồn Nhi, Tồn Nhi tuổi còn nhỏ, lại tâm trí không được đầy đủ, hắn rời đi nơi này nên như thế nào sinh Tồn A, ta giúp ngươi dưỡng hơn 4 năm Tồn Nhi, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? ngô thành tu nổi giận mắng hồ thị bổn tướng đối với ngươi như thế nào chính ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng bổn tướng chưa bao giờ bạc đãi quá ngươi thậm chí bất công quá ngươi chính là ngươi lại là như thế nào đối đãi ta bổn tướng cha ngươi chức quan cũng là bổn tướng giúp ngươi cha tranh thủ tới bổn tướng cũng không đi này đó cửa sau nhưng bởi vì ngươi bổn tướng nên làm đều làm hồ thị ngươi đem bổn tướng coi như cái gì nếu chuyện này bổn tướng vẫn luôn đều không biết có phải hay không muốn vẫn luôn giúp ngươi dưỡng người khác nhi tử, hồ thị khóc sướt mướt, nhưng nước mắt sớm đã không có tác dụng. Nàng hối hận, nhưng hối hận cũng vô dụng. Nàng hung hăng giận ngô thanh liếc mắt một cái, cái này vụng về nam tử, không chỉ có hủy hoại chính mình, cũng hủy hoại nàng cả đời. Ngươi hồi ngươi nhà mẹ để đi thôi, ngô thành tu hít sâu một hơi, nói, hôm nay liền hồi, về sau ngươi cùng ngô tướng phủ lại không có bất luận cái gì quan hệ. Mang theo ngươi tồn nhi cùng nhau đi lão gia, ngài đừng đuổi đi ta được không? Ta biết được ta sai rồi. Ngươi không phải đã nói, ta nhất hiểu ngươi tâm sao. Ngươi không phải nói. Nói đời này đều sẽ đối ta không rời không bỏ, đủ rồi, Ngô thành tu nghe không đi xuống, hắn biết xác thiệt tình thích quá hồ thị, hồ thị ngoan ngoãn khả nhân, cũng cũng không bàn lộng thị phi. Hắn tuy biết nàng có tranh sủng tiểu kỹ xảo, nhưng cũng biết là kia khuê phòng tình thú, kỳ thật, hắn trong lòng cũng hoài nghi quá nàng cùng ngô thanh chi gian quan hệ nhưng chưa bao giờ thật sự miệt mài theo đuổi quá nhưng không nghĩ tới lại là sẽ sinh ra nhiều việc như vậy tới ta đích xác đối với ngươi nói qua những lời này nhưng đó là bổn tướng cho rằng ngươi đối bổn tướng là trung tâm nhưng không nghĩ tới ngô thành tu dừng một chút thôi hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì tới bổn tướng đã đối với ngươi cũng đủ từ bi vẫn chưa muốn tánh mạng của ngươi cũng vẫn chưa đối tồn nhi như thế nào Ngô Thanh cũng đi theo ngươi một khối đi thôi, bổn tướng trong phủ lưu không được các ngươi, Hồ Thị biết chính mình xong rồi, không có ngô tướng phủ che chở, nàng ra phủ, cũng chỉ sẽ là cái không ai muốn lưu manh lạng hộ. Mà Ngô Thanh đã bị đánh thành phế nhân, còn có thể có chỗ lợi gì, Ngô Thành Tu không hề xem nàng, mà là làm lâm quản sự phái người tới đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Ngắn ngủ một canh giờ, Hồ Thị đồ vật đều đã bị thu thập sạch sẽ, thừa xe ngựa đưa về Hồ Phủ. Hiện giờ giải quyết dèm pha, Ngu Thành Tu đã là kiệt sức, lão gia, ngươi xin bớt giận đi. Trương Dung bưng lên một chén nước trà tới, dục muốn hống hắn, lại bị Ngu Thành Tu đánh nghiêng, nóng bỏng thủy phiên Trương Dung một tay. Nàng chịu đựng đau, cắn môi nhìn về phía Ngu Thành Tu, lão gia, ngài chẳng lẽ liền thật sự như thế hận ta sao? Ta lại làm sai cái gì, chương 150 ta làm sai sao? Nàng là thật thật cảm thấy chính mình vĩ khuất, lấy lòng Ngu Thành Tu sắp có 20 năm, nhưng nàng được đến cái gì? Ở trương phủ, nàng cũng là cái bị người đau đại thiên kim tiểu thư, ở ngu tướng phủ, lại thành cái cả ngày muốn xem tướng công sắc mặt người. Ngu thành tu sủng thiếp diệt thê khi, nàng có từng oán trách quá cái gì? Vì sao hiện tại hồ thị sự việc đã bại lộ, hắn lại muốn trách nàng giấu giếm, lúc trước đem hồ thị nạp vào cửa người chẳng lẽ không phải hắn bản nhân sao? Phu nhân, bổn tướng đối với ngươi rất là thất vọng, ngu thành tu thở dài nói nếu trương dung ở biết được hồ thị sự tình sau kịp thời cùng hắn nói rõ hoặc là xử lý xinh đẹp như thế nào dẫn tới bọn tiểu bối làm ra nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng sự tình tới này âm thầm lục đục với nhau bên ngoài thượng lãnh phúng ám trào nơi nào như là một cái gia khởi điểm ngu thành tu sủng ái hồ thị cũng nhân hồ thị có khả năng ở xử lý ngu xu hôn sự thượng làm được xinh đẹp mà trương dung đâu lại phát chính mình tiểu tính tình cố ý không xuất hiện ở ngu xu đại hôn thượng ước gì ra cái gì đường rẻ mới là, nàng như vậy xử trí theo cảm tính người, như thế nào đảm đương nổi một phủ chủ mẫu tới, Trương Dung nghe lời này, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt. Nàng này nửa đời người quá đến cũng không sung sướng, gả cho ngu Thành Tu sau cả ngày vì tướng công làm trâu làm ngựa mà, cũng không đòi lấy đến bất cứ chỗ tốt tới, hiện giờ còn phải bị tướng công ghét bỏ, nàng nữ nhi hủy dung mạo, nhi tử cũng không biết cố gắng, trượng phu cũng không yêu thương, ông trời thật là quá mức bất công, lão gia, ngài chẳng lẽ cảm thấy chuyện này đều do ta sao? Trương Dung đau buồn bi thương nói, nếu không phải sợ ngươi sinh khí, ta hà tất chịu đựng hồ thị. Ta là thê tử của ngươi, nhưng ngươi đãi ta có một chút thê tử bộ dáng sao, hồ thị thân phận như thế ti tiện, lại cưỡi ở ta trên đầu tác oai tác phúc, lão gia ngài chẳng lẽ liền cảm thấy ta không ủy khuất sao, nhân tâm đều là thịt lớn lên, ta cũng là sẽ đau, trương dung thanh nhi nghẹn ngào, ngu trân thấy nàng khóc đến khó chịu đệ thượng quyên khăn vì nàng lau nước mắt ngu thành tu lạnh mặt bạc tình nói phu nhân ngươi cũng không thích hợp quản gia xem ra vẫn là đến thỉnh lão thái thái trở về nếu không cái này gia sớm hay muộn phải bị ngươi quản được chứng khí mù mịt trương dung sắc mặt hơi chấn kinh hoảng nói mẫu thân trở lại kinh thành lão thái thái chỉ chính là Ngu thành tu mẫu thân ngô thành tu gia tộc xếp hạng lão nhị lúc trước phân gia khi ngu thành tu tuổi còn nhỏ ở nhờ ở trưởng huynh phủ đệ, sau kim bản đề danh trở thành một phương tể tướng, hắn từng tiếp nhận lão thái thái hồi kinh, nhưng Trương Dung không mừng lão thái thái kia ở nông thôn bản tính, đó là cùng hắn đại náo hồi lâu. Lão thái thái là cái thiện tâm mà, không nghĩ nhi tử khó xử, lại trở về quê quán cùng đại nhi tử cùng sinh hoạt. Hiện giờ ngu thành tu trưởng huynh cũng làm nổi lên sinh ý, tích lũy hảo chút tài phú, mẫu thân đi theo hắn cũng giúp đỡ quản gia, thống trị đến đạo lý rõ ràng. Ngô Thành Tu nửa năm trước liền viết thư từ tưởng tiếp mẫu thân trở về quản gia, nhưng trưởng tổ thai ngén đến lợi hại, mẫu thân đành phải để lại nửa năm, hiện giờ cũng nên là lúc, tháng sau đêm hồi. Ngô Thành Tu đạo, Trương Dung chân mau mềm đi, dám oán không dám ngôn. Nàng không mừng lão thái thái, kia lão đông tây là cái tiết kiệm người, lại là cái không hiểu đúng mực mà, trước kia tiền thị sinh ngu trân khi, nàng đãi ngu trân cùng ngu bình giống nhau hảo, thậm chí cũng săn sóc hồ thị tuy nói lão thái thái là xử lý sự việc công bằng nhưng nàng là tướng phủ phu nhân này thủy liền không nên chia đều nếu là lão thái thái trở về nàng nhật tử không biết sẽ trở nên nhiều khái sầm ngu xu nghe được lời này nhưng thật ra vui mừng nàng tuy chưa bao giờ gặp qua tổ mẫu nhưng mỗi năm tổ mẫu đều sẽ gửi rất nhiều ăn ngon hảo ngoạn tới bởi vì là lão thái thái đưa đồ vật trương dung cũng không dám sằng bậy nếu là tổ mẫu trở về nàng nhưng thật ra tưởng lưu tại trong phủ trông thấy tổ mẫu là như thế nào bộ dáng, chúng ta cũng náo loạn nửa đêm, đều tan đi đi. Ngu Thành Tu vào lúc này nói, Ngu Trân sự tình ngày khác bàn lại, mọi người nghe vậy, gật đầu thỉnh an mà đi. Duyệt Nhi thật lâu quỳ trên mặt đất sớm đã hai chân tê dại, Ngu Xu tiến lên sam khởi nàng, nói, Duyệt Nhi, ngươi cùng ta cùng hồi ta viện đi, muội muội đây là có ý tứ gì? Duyệt Nhi là ta trong phòng người, vì sao phải đi theo muội muội ngươi đi? Ngu Trân hỏi, Ngu Xu còn chưa đáp đâu, Ngu Sơn lắm mồm nói, cùng đại tỷ tỷ trở về làm chi? Đi theo đại tỷ tỷ trở về tiếp tục hầu hạ đại ca sao? Hôm nay cái đại ca không ở, nếu là đại ca sau khi trở về biết ngươi cho hắn thọc ra lớn như vậy cái sọc tới, còn không được tức điên đi. Ngu Sơn đang đắc ý giàu dạt, dư quan lại thấy Ngu Xu lực tới một đạo ánh mắt, nàng tức khắc thu liễm cười, cắn môi không cần phải nhiều lời nửa ngữ. Ngu Xu thấy nàng không nói, mới nói, Duyệt Nhi ta cùng tỷ tỷ muốn, bất quá là một cái nha đầu thôi, nói vậy phụ thân cũng sẽ không nói thêm cái gì, sửa ngày mai ta khiến cho Bạch Hân đi lâm quản sự chỗ đó muốn Duyệt Nhi bán mình khế, từ hôm nay trở đi, Duyệt Nhi cùng tỷ tỷ ngươi lại không có bất luận cái gì liên quan, ngươi, ngu trân muốn ngăn trở, rồi lại không biết nên như thế nào ngăn trở, phụ thân đã nổi giận đùng đùng mà trở về, mẫu thân cũng bị các bà tử đưa về phòng. Hiện giờ ở chỗ này, ngu su mặt mũi lớn nhất, phụ thân đều không phải là vụng về. Nói vậy hắn cũng đoán ra Ngu Xu sớm đã thông đồng Duyệt Nhi, nhưng so với Ngu Xu, nói vậy phụ thân càng hận chính là chính mình. Ngu Xu nhấp môi cười, dắt Duyệt Nhi tay liền đi ra ngoài. Ngu Sơn nghĩ nghĩ, cũng đi theo Ngu Xu rời đi. Hai người mới vừa đi ra chủ viện, Ngu Sơn đó là nói, ngươi vừa rồi có phải hay không giận ta, em đẹp, ta xin ngươi ký làm cái gì? Ngu Xu hỏi lại, Ngu Sơn bẹp bẹp cái miệng nhỏ, bởi vì ta không nín được, châm chọc ngu sân, cho nên ngươi giận ta đúng không? Ngu su vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng như thế lo lắng tự mình sinh khí, nàng chính là ngu sân A, từ trước đối nàng mọi cách làm khó dễ ngu sân, ngu su sắp bị nàng chọc cười đi, nói, ta nhưng không có đối với ngươi sinh khí, ta chỉ nghĩ muốn nói cho ngươi, ngươi về sau nói chuyện tiểu tâm chút mới là, nha hoàng bà tử nhiều như vậy, bị bọn họ nghe xong đi khó tránh khỏi sẽ lung tung nói ngươi cái gì. Đến lúc đó rơi xuống cái chanh chua tên tuổi, ai dám lấy ngươi tới, ngu sơn ngẩn ra, lẩm bẩm nói, nói như vậy, ngươi vừa mới xem ta kia liếc mắt một cái, nhưng thật ra tốt với ta, ta cũng không phải là vì ngươi hảo, ta chỉ là không quen nhìn ngươi ngớ ngẩn thôi. Ngu xu túng túng vai, ngươi tuy là cái thông minh, nhưng ngoài miệng ngẫu nhiên cũng đem không được môn, nhưng ngươi này tính tình đảo cũng không thương phong nhã, chỉ là đến nhìn một cái tình huống, nói chuyện trước trước quá quá đầu óc. Ngu Sơn gãi gãi đầu, quay đầu lại hỏi hướng Bạch Hân nói, Bạch Hân, ngươi là vương phủ ra tới người, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi cũng cảm thấy ta vừa rồi châm chọc đại tỷ nói không nên nói sao, nô tỳ không dám nhiều lời. Bạch Hân nói, Ngu Xu cười cười, Bạch Hân tỷ tỷ, tam tỷ tỷ làm ngươi nói ngươi liền nói đi, không cần khách khí. Bạch Hân nghe vậy, lúc này mới nói, tam cô nương, nói nhiều dễ dàng sai sự, tướng gia vừa rồi còn nói, trong phủ lục đục với nhau mà, ngươi lập tức liền nhục mạ đại cô nương, nếu là người có tâm nói cho tướng gia, ngươi cảm thấy tướng gia sẽ như thế nào làm tưởng. Vương Phi ngăn lại ngươi tự nhiên là vì ngươi hảo, như thế nào là sinh khí đâu, ngu sơn ngơ ngẩn, ngay sau đó dừng lại bước chân. 151 lão thái thái về nhà, như hồ quán đỉnh, nàng nói không ra bất luận cái gì lời nói tới, tam cô nương hảo hảo ngẫm lại đi. Bạch Hân dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa, dắt ngu xu trở về tiểu viện, trân châu trong viện, ngu trân bị phạt sao chép đạo đức kinh 100 lần, cũng may có trương dung cầu tình, nàng mới miễn với tội lỗi. Nhưng nàng minh bạch, trương dung đãi nàng, sẽ không lại có bất luận cái gì chân thành, dạ vũ đánh bất ngờ, biên thành im ắng. Cố dịp hàng ngồi ở tường thành bên cạnh, nhìn mênh mông vô bờ nước sông lâm vào trầm tư. Hắn hôm qua thu được tình báo, Ngụy Quốc cùng Kim Lan đã liên hợp, phát binh Nam Uyên phái đi sứ giả giảng hòa, lại không có bất luận cái gì tin tức. Vương gia, đêm đã khuya, ngươi muốn hay không đi trước nghỉ tạm? Tả Khuynh hỏi chuyện nói. Hắn chống dù giấy tuy có thể thế cố dịp hàng trắng đi mưa gió, nhưng đầu vai hắn lại vẫn cứ ướt một tảng lớn. Tả Khuynh thở dài, từ trước đến nay đến biên cương, vương gia liền vẫn luôn cau mày khổ triển, chưa bao giờ thiệt tình cười quá. Cố dịp hàng lắc đầu, như thế nào ngủ được, ngày mai không hiểu được lại là như thế nào huyết vũ tinh phong hắn chân tuy đã có thể đi đường lại không thể thân thượng chiến trường khôi phục đến vẫn là chậm chút xoát bỗng chốc một đạo gió lạnh đánh úp lại tả khuynh mới vừa vừa quay đầu lại liền thấy một đạo hắc ảnh hướng tới cố dịp hàng chạy tới hắc ảnh tới như tia chớp hắn mới vừa rút ra kiếm tới người nọ đã vọt tới cố dịp hàng trước mặt cố dịp hàng ninh mày kiếm lấy phiến tiếp được hắc ảnh đâm tới trường kiếm hắn thật mạnh lướt qua hắc ảnh kiếm hướng tới hắn sợi tóc giang thiên quá, có thích khách, trong đêm đen, tả khuynh gầm rú ra tiếng, chỉ thấy lại là vài đạo hắc ảnh bò vào thành tường, hướng tới cố diệp hàng chạy tới. Cố diệp hàng rút ra bảo kiếm, đứng dậy cùng bọn họ đón nhận, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bọn họ cùng cố diệp hàng truyền đấu ở một khối, lại một chút không có trạm tốt nhất phong, thậm chí một lần bị cố diệp hàng áp chế, cầm đầu hắc y nhân tìm không cơ hội. Vừa định thừa dịp lỗ hổng thứ hướng cố dịp hàng, chỉ thấy hắn mặt mày hàng quan chợt lóe trong tay bảo kiếm đã huy hướng hắn một đạo màu bạc độ cung xẹt qua hắc y nhân cánh tay bị chặt đứt máu tươi sái cố dịp hàng vẽ mặt tả khuynh cùng muộn tới binh lính cùng nhau nhảy vào chiến trường thực mau liền đem hắc y nhân hướng lui cố dịp hàng nhìn thoáng qua cầm đầu thích khách nói đều lưu lại người sống đãi ngày mai thẩm vấn đúng vậy tả khuynh nói ngày kế cố dịp hàng dắt ba vị tướng quân ở doanh trướng trung hỏi chuyện hôm qua hắc y nhân sự tình đã có lạc, bọn họ khẩu âm là sở quốc người, tuy là liều chết không nhận, lại cũng có thể từ bọn họ trên người tìm được manh mối tới. Tả Khuynh nói, bọn họ giết chết các đêm binh lính, trọng thượng tường thành hành thích. Cũng may phát hiện kịp thời, nếu không thật muốn bị bọn họ đắc thủ đi, xem ra chúng ta đội ngũ trung có sở quốc giang tế ở bên trong, cố dịp hàng nói, ba vị tướng quân, các ngươi trở về lúc sau chỉnh đốn binh lính đưa bọn họ sinh ra gia thế toàn bộ trù tính chung một lần cùng bổn vương hội báo. Đúng vậy, ba vị tướng quân lĩnh mệnh, tuy rằng gia sự ở nhập ngũ trước cũng đã điều tra rõ, nhưng là chi tiết vẫn chưa truy cứu, rất có khả năng ở xuất binh trước liền lẫn vào đội ngũ chung. Sở quốc hiện giờ vẫn luôn tấn công không vào biên thành, sợ là sốt ruột, nếu là cố dịp hàng vừa chết, như vậy Kim Lan cùng sở quốc chi gian liền rất dễ dàng xâm lấn biên cương, do đó một lần là bắt được vài tòa thành trì ngày mai phát binh thành Nam, nhất định phải bắt lấy sở quốc đệ nhất tòa thành trì. Cố Diệp Hàng nói, Kim Lan hiện tại chỉ là quan vọng bên trong, nếu là bắt lấy thành Nam, đến lúc đó Kim Lan nhìn thấy sở quốc như thế chi nhược, cũng sẽ tự hỏi rốt cuộc muốn hay không cùng chi hợp tác, thành Nam hiện giờ tất yếu đắc thủ mới được, đúng vậy, mọi người được nghe lời này, đều là đồng ý, đợi lát nữa nghị tan đi, Cố Diệp Hàng lưu tại doanh trướng trung xoa xoa giữa mày. Lâm Hoài cùng đậu hà tới khi, Hắn chính nhắm mắt tiểu ngủ, nhưng hai người đi lại thanh mới vừa đi gần, hắn đó là mở bừng mắt. Lâm Hoài thấy cố dịp hàng lượt có mỏi mệt chi sắc, khuyên, vương gia vẫn là đến hảo hảo nghỉ ngơi mới là, như thế mệt nhọc cũng không phải cái biện pháp, cố dịp hàng công công môi, vẫn chưa đáp lời. Lâm Hoài từ trong lòng ngực lấy ra một cái bùa hộ mệnh đưa cho cố dịp hàng, vương phi gửi tới, hắn giúp lời, lại lấy ra một phong thơ đệ thượng, còn có tin, này bùa hộ mệnh là vương phi thân thủ làm, vương gia có thể mang ở trên người, cố dịp hàng tân, một tiếng, mở ra phong thư, ngu su tự rõ ràng lại xinh đẹp một chút, nàng ở phía trên nói ở ngu tướng phủ sinh hoạt, nói chính mình trường cao một chút, có đôi khi nằm mơ sẽ mơ thấy vương gia, tinh lạc là khi, làm vương gia bình an, cố dịp hàng khóe miệng độ cung nhu hòa một chút, trong mắt nhất phái ôn hòa. Đều không biết đến lúc đó hắn trở về khi ngu su có phải hay không đã trưởng thành, cố dịp hàng thang ra một hơi, tùy theo đem bùa hộ mệnh miết ở lòng bàn tay. Nguyên nhân chính là vì có người ở trong nhà chờ chính mình, hắn mới càng hẳn là sớm chút đánh giặc xong, sớm chút thu binh hồi trình. Một tháng sau, lão thái thái hồi kinh, ngu tướng phủ mọi người đầy cõi lòng vui sướng tiến đến nghênh đón, lão thái thái xuống xe ngựa khi, ngu thành tu trước một bước tiến lên nghênh, hiện giờ lão thái thái tinh thần rất nhiều, người mặt thật là phú quý, giơ tay nhất chân đã mất nửa điểm ở nông thôn tục khí, nàng nhìn thoáng qua trương dung, lại nhìn nhìn trương dung phía sau khoác khăn che mặt ngu vận cùng lượt hàm khẩn trương ngu trân con ngươi hơi hơi vừa chuyển liếc hướng ngu xu cười nói ta này đó tôn nhi đều trưởng thành đúng vậy lão thái thái nếu là lại vãn trở về chút bọn họ các cũng đã lớn thành đại cô nương đại tiểu hỏa tử trương dung hồi lão thái thái không nói chuyện mà là nhìn về phía trương dung phía sau ngu bình thở dài một chút ngu tướng phủ hương khói cũng quá mỏng yếu đi chút chỉ có hai cái tôn nhi Lão Thái Thái ở tinh thượng từng nghe Ngu Thành Tu nói lên quá Ngu Bình, Ngu Bình chính là cái thiếu gia tính tình, cái gì hư bản tính đều có, nhà bọn họ tuy là tể tướng, lại không có bất luận cái gì phong hầu, đãi Ngu Thành Tu cáo lão hồi hương kia một ngày, Ngu Bình sớm hay muộn muốn đem nhà bọn họ bại hoại không thể, mà nhị di nương dưới gối Ngu Sanh, lại là cái ma ốm, cả ngày dựa vào chén thuốc treo thọ mệnh, tuy tính bổn thuần lương, nhưng vô phú quý chi mệnh lão thái thái một bên cùng ngu thành tu lao việc nhà một bên âm thầm rơi lệ hiện giờ thiên đã bắt đầu mùa đông ngu thành tu sớm đã sai người ở nội đường bốt cháy lên than hỏa giữ ấm hắn dắt lão thái thái tay vào nội đường nói mẫu thân một đường vất vả hôm nay cái liền sớm chút nghỉ ngơi đãi ngày mai chúng ta cả gia đình người hảo hảo ăn cái bữa cơm đoàn viên lão thái thái nghe vậy thong dài mắt mị mị giơ tay nói như thế cũng đúng đã lâu không nhìn thấy ta này đó tôn nhi nên là hảo hảo trò chuyện. Trương Dung vào lúc này bưng lên một ly trà thủy đưa cho lão thái thái, mẫu thân khát nước rồi, ăn chút nước trà nhuận nhuận khẩu, lão thái thái vẫn chưa cự tuyệt, tiếp nhận Trương Dung trong tay nước trà, ăn một ngụm sau buông. Nàng nắng vuốt trên tay Phật Châu, ánh mắt nhìn về phía một bên Ngu Xu, nói, Ngu Xu, lại đây, Ngu Xu gật đầu, rủ đầu đi đến lão thái thái trước mặt, ngươi sinh ra thời điểm lão thân đã không ở trong phủ, hiện giờ chúng ta tổ tôn hai người xem như lần đầu tiên gặp mặt, vương gia đãi ngươi tốt không? Ngươi nhưng chịu quá ủy khuất. Lão Thái Thái hỏi, ngu su lắc đầu, đều không có, vương gia đãi ngu su thực hảo, chương 152 Lão Thái Thái về nhà hai, Lão Thái Thái phủng tay nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, dù chưa từng gặp qua, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra ngu su tới. Này tiểu nha đầu ở trong phủ liền cùng cái trong suốt người giống nhau, ngu thành tu ở tinh trung rất ít đề qua, duy nhất đề qua một lần chính là ngu su gả cho phụng thân vương. Lão Thái Thái tuy không hiểu kinh thành quy củ, cũng biết được ngu xu định là bị không ít ủy khuất, nàng xoa xoa ngu su mặt mày, như thế tuấn tiếu cô nương, như thế nào phải không đến trong phủ người quan tâm đâu. Nàng tới vẫn là quá muộn chút, bao lâu hồi vương phủ đi. Lão Thái Thái hỏi, ngu xu nghĩ nghĩ, hồi, ngu xu ngày sau liền đi, nguyên bản một tháng trước nên rời đi, nhưng muốn gặp tổ mẫu một mặt, đó là lưu tới rồi hiện tại lại ở lâu một đoạn thời gian đi bồi bồi tổ mẫu nhiều lời nói chuyện nhi lão thái thái nói ngu xu nghe vậy gật gật đầu hảo ta bồi tổ mẫu một bên ngu trân không phải cái tư vị sớm chút tuổi già thái thái còn ở trong phủ khi đối nàng là rất là chiếu cố thậm chí sau ngu vận còn nhiều nhưng hôm nay lão thái thái hồi phủ sau ngược lại cùng nàng không nhiều lời nói mấy câu thậm chí liền cái dư thừa ánh mắt cũng không có Ngu Trân cắn môi, ám chọc chọc mà nghĩ, nguyên tưởng rằng lão thái thái là cái xử lý sự việc công bằng mà, chưa từng tưởng cũng là cái tiểu nhân sắc mặt, xem người hạ đồ ăn. Lão thái thái tự không biết Ngu Trân trong lòng suy nghĩ, đối ngu su hỏi hang ân cần một phen lại nhìn về phía Ngu Trân, hỏi chuyện nói, Trân Nhi, hồi lâu không thấy ngươi cũng là cái đại cô nương, Trương Thị, cũng nên cấp Trân Nhi tìm cái nhà chồng, Trương Dung cười theo tiếng, không nóng nảy, Trân Nhi còn không có tập kê đâu, không phải thời điểm. Trân Nhi tự mình cũng không nóng nảy. Nàng dứt lời, dắt Ngu Trân tiến lên, Ngu Trân cấp lão thái thái thỉnh an, nói, Trân Nhi còn không nghĩ gả chồng, hiện giờ tổ mẫu thật vất vả đã trở lại, Trân Nhi tưởng hảo hảo bồi ở tổ mẫu bên người, lão thái thái vuốt ve nàng đầu, thương tiếc nói, bồi ở tổ mẫu bên người cũng muốn gả chồng, sao có thể cả đời bồi a? À? ngươi là lão thân này đó Tôn Nhi giữa nhất hiểu chuyện, đáng thương hài tử, di nương như vậy tiểu liền đi, nếu là trong phủ quá đến không như ý, cứ việc cùng lão thân nói, lão thân ở một ngày, liền thấy ngươi làm chủ một ngày, ngu trân nghe vậy, đôi mắt bỗng chốc liền đỏ, nàng ảo não vừa rồi trong lòng đối lão thái thái ngờ vực, trừ bỏ lão thái thái, còn chưa bao giờ có người triều nàng nói qua thiệt tình lời nói, nếu lão thái thái sớm chút năm sinh trở về, nàng nhật tử nhất định sẽ không quá đến như vậy thảm đạm. Vừa rồi không mau tức khắc đảo qua mà quan, nàng rút vào lão thái thái trong lòng ngực, ngoan ngoãn nói, Trân Nhi không ủy khuất, mẫu thân đãi Trân Nhi hảo, phụ thân cũng đãi Trân Nhi hảo, hiện giờ tổ mẫu cũng đã trở lại, tổ mẫu như thế yêu thương Trân Nhi, Trân Nhi vui sướng đều không kịp, như thế nào còn sẽ ủy khuất đâu, ngu su thấy nàng khóc đến bảy phần chân tình, trong lòng cảm thán không thôi. Nếu là lão thái thái biết được ngu trân phía trước làm những chuyện này, còn sẽ đối ngu trân như thế yêu quý sao? Ban đêm, ngu tướng phủ khó được náo nhiệt, tự hồ di nương rời đi sau, tướng phủ hảo một thời gian đều là tử khí trầm trầm mà, hiện giờ lão thái thái trở về, xem như đem một vò tử nước lặng đều dảo sống. Ngày hôm sau, lão thái thái đi trương dung trong phòng xem sổ sách, ngu su tam tỷ muội nhóm thỉnh đại đi sớm trương dung chỗ đó thỉnh an, còn chưa nhập buồn trong, liền nghe lão thái thái trung khí mười phần quát lớn thanh, ngắn ngủn nửa năm trong phủ chi tiêu liền hoa một ngàn lượng bạc, trong đó chỉ có một trăm lượng bạc là hạ nhân tiền tiêu vặt, kia chín trăm lượng bạc đều đi đâu nhi này sổ sách thượng như thế nào không có ký lục, mấy cái tỉ muội hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên không nên tiếng. Ngu vận miếm môi, chục dạ mà quấy loạn ngón tay, này nửa năm qua, nàng đánh không ít kim khí đồ trang sức, mẫu thân sủng nàng, nàng muốn cái gì mẫu thân đều cấp, bạc càng là hoa hoa mà ra bên ngoài lưu, bên ngoài những cái đó bọn nha đầu đều vào đi, đừng trứ phong hàng. Lão Thái Thái tuy không thấy bọn họ người, lại nhìn thấy trên mặt đất vài bóng người, không cần đoán cũng biết là ai lưu đó là kêu ngu xu mấy người nghe lão thái thái đều gọi lúc này mới nhấc chân vào phòng trong phòng đã đứng trương dung ngu bình còn có lâm quản sự trương dung ngồi ở một bên chột dạ mà lau cái tráng Nhéo quyên khăn không biết nên như thế nào đáp lời lâm quản sự càng là đứng thẳng bất an lão thái thái buông sổ sách nhìn về phía trương dung nói trương thị lão thân biết được ngươi quản gia không dễ dàng nhưng này đó sổ sách đều là một đoàn sổ sách lung tung cốt xấu cũng là đương gia làm chủ người này thành cái gì thể thống trương dung cắn cắn môi nói con dâu biết được sai rồi nàng mới vào phủ thời điểm là kiêu ngạo ương ngạnh ỷ vào chính mình tuổi trẻ khí thịnh lại là quan lại nhân gia nữ nhi không thiếu cấp lão thái thái tính tình nhìn hiện giờ lão thái thái sớm đã không giống năm đó nàng cũng mất ngu thành tu sủng ái bị lão thái thái làm trò tiểu bối mặt chất vấn tuy là không cam lòng lại một câu cũng không dám nói rõ ngu trân nói trong phủ dân cư cũng có mấy trăm người tới, mẫu thân một người quản bọn họ nhiều người như vậy, tất nhiên là quản bất quá tới, còn nửa nhị muội muội mặt bị thương cũng hoa không ít tiền tiêu uổng phí, này trong lúc nhất thời liền không ghi tạc sổ sách thường, nhưng là tiền trong kho vẫn là có không ít đồ trang sức, nơi đó trướng vụ phát ra một cái tử cũng không ít, lão thái thái cân nhắc Phật Châu, nghĩ nghĩ, nói, ngươi nhưng thật ra có thể nói, cũng sẽ quản sự, ngu trân cười, ta hiện giờ cũng lớn chút, này những sổ sách ta cũng ở học nhìn, Trân Nhi, ngươi chỉ là cái thứ nữ, ngươi học xem sổ sách có gì tác dụng. Lão Thái Thái hỏi, sửa ngày mai gả cho nhân gia làm tiểu nhân, ngươi chẳng lẽ còn cùng người chủ mẫu cướp đoạt đương gia quyền, ngu trân mặt lập tức trắng một vòng. Lâm quản sự là cái sẽ xem chuyện này người, liền nói ngay, lão phu nhân, hiện giờ đại cô nương đã không phải thứ nữ, nàng đã là phu nhân dưới gối con cái, coi như là đích nữ, lão thái thái dừng một chút, Kinh ngạc nói, Trương Thị, chuyện này chính là ngươi cam tâm tình nguyện mà, ta coi Trân Nhi đáng thương, đó là đem nàng nạp vào dưới gối. Trương Dung nói, ngu trân cắn chặt răng, lão thái thái nghĩ sao nói vậy cũng không ý xấu, nhưng lời này truyền vào nàng trong tai lại nhiều vài phần châm chọc ý vị. Này thứ nữ đích nữ là ngu trân trong lòng không qua được điểm mấu chốt, hiện giờ lão thái thái giáp mặt nói ra, trực tiếp đem nàng sẹo sốc lên đến huyết đầm đìa. Lão thái thái gật gật đầu, nếu là như thế, khi Trân Nhi đích xác nên học học quản gia, nàng dứt lời, giơ tay gọi ngu Trân đến từ cái bên người, người tuổi còn chưa tới xuất giá tuổi, liền đi theo lão thân học học quản gia đi, ngươi hiện giờ nếu đã là đích nữ, lão thân cũng thừa nhận ngươi cái này thân phận, ngày sau gả chồng cũng có thể tìm cái tốt nhà chồng, ngu Trân trong lòng không mừng, trên mặt lại bảo trì cười ha hả mà, nàng gật đầu, nói, là, ngu Trân biết được, ngu vận xem đến nén giận cực kỳ, ngu Trân hại nàng làm hại như thế thảm lại thật sự thành nàng mẫu thân nữ nhi. Chính mình hiện giờ đã lâm vào đầm lầy bên trong, nàng lại thanh vân thẳng thượng, dựa vào cái gì, nàng nghĩ đến càng thêm không thoải mái, trực tiếp khóc thành tiếng nhi tới. Lão thái thái thấy nàng khóc, vội gọi nàng tới trước mặt ngồi xuống, hỏi, vận nhi, em đẹp ngươi khóc cái gì, chương 153 lão thái thái xem sổ sách, ta chỉ là khóc hiện giờ ta đảo thành không ai muốn, ngu vận trừ trừ khí, khóc đến càng thêm hung ác, kia đại tỷ tỷ là đích nữ ta lại xem như cái cái gì nàng thanh âm khàn khàn dường như trân châu ma ở bùng sa trung chói tai cực kỳ huống chi nàng hiện giờ chỉ có nửa khối đầu lưỡi nói chuyện mông lung e a không nhẹ hơn nửa ngày lão thái thái mới hiểu được lại đây nàng đang nói cái gì vì nàng lau đi nước mắt khuyên giải an ủi nói ta hảo nha đầu ngươi như thế nào có thể như vậy nghĩ đến ngươi vĩnh viễn đều là trong phủ đích nữ đây là sẽ không thay đổi lão thái thái cũng biết trong cung phát sinh sự nhưng hiện giờ ngu vận đã thành dáng vẻ này ai còn nhẫn tâm ở nàng trước mặt nói nữa cái không phải ngu vận khục khịch một tiếng nhào vào lão thái thái ôm ấp tổ mẫu vận nhi thật sự hảo khổ a à. rõ ràng là ngu trân làm hại nàng thành dáng vẻ này nhưng vì mẫu thân cùng phụ thân nàng lại nửa cái tự đều không thể nói sở hữu ủy khuất đều nuốt ở trong bụng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngu trân từng bước một mà đoạt đi nguyên bản nên thuộc về nàng đồ vật ngu trân là cái sẽ làm người thấy ngu vẫn khóc lập tức nhẹ giọng hống nói ta hảo muội muội ngươi tự nhiên so với ta tôn quý một ngàn lần một vạn lần ta biết được ngươi sợ hãi ta thành đích nữ đoạt mẫu thân cùng tổ mẫu ái nếu là như thế này muội muội ngươi cũng thật chính là nghĩ nhiều mẫu thân cùng tổ mẫu tự nhiên là ái ngươi so qua yêu ta tới ngươi nhưng đừng lại nói những lời này trêu chọc mẫu thân cùng tổ mẫu thương tâm nàng mặt ngoài tuy là hống ngu vận, nhưng ngầm lại là ở tổn hại nàng. Ngu vận như thế nào nghe không hiểu, chỉ vào nàng mũi mắng, ngươi cút ngay. Ta liền thấy không mà ngươi nói những lời này, ngu trân ra vẻ mất mát nói, xem ra muội muội vẫn là không thích ta đương đích nữ sự, đều nhiều năm như vậy đi qua, muội muội đều còn không có tiếp thu việc này, tổ mẫu, bằng không cũng đừng làm ta đi theo ngài học đương gia, nếu không muội muội sẽ không cao hứng, ngu xu nghe nàng nói chuyện chói tai thật sự, Nàng nơi nào tới thể diện, ở làm hại ngu vận như thế thảm thiết mà dưới tình huống còn nói này đó không quan hệ đau khổ nói dẫn tới lão thái thái hiểu lầm. Lão thái thái nghe lời này, chỉ cho là ngu vận ghen, cười hống, "Vận nhi ngươi hiểu chuyện chút, ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta đích nữ, nên ngươi đồ vật vĩnh viễn đều sẽ không thiếu tới." "Ngươi chính là ngươi nương hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, nàng không thích ngươi, ai thích ngươi? Đúng vậy tỷ tỷ, tổ mẫu đều nói như vậy, ngươi nhưng đừng khóc." ngu trân châm ngòi thổi gió nói ngu vận đang muốn hồi dỗi nàng ngu Su nói đại tỷ tỷ lời này nói được nhưng không đúng nhị tỷ tỷ nhưng chưa bao giờ nói qua tự mình ghen tị nhị tỷ tỷ chỉ là lòng có bất an thôi ngu trân liễm đi tươi cười ta tự nhiên cũng là biết được chỉ là nhị muội muội không hiểu chuyện nhị tỷ tỷ như thế nào liền không hiểu chuyện tình tới nàng bất quá là cùng tổ mẫu làm nũng thôi ngu Su ngắt lời nói như thế nào ở đại tỷ tỷ trong mắt liền thành nhị tỷ tỷ không hiểu chuyện, ngu trân một ngành, vừa định đáp lời, liền nghe ngu xu lại nói, lại nói tiếp nhị tỷ tỷ sẽ như thế bất an, đại tỷ tỷ ngươi đảo cũng có trách nhiệm, lão thái thái nghe vậy, hỏi, cùng trân nhi có gì quan hệ, mẫu thân ban thưởng cấp đại tỷ tỷ tơ lụa cùng vải vóc, đại tỷ tỷ đều làm thành quần áo đi nhị tỷ tỷ trong phòng khoe ra, ta có rất nhiều lần gặp được đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ nói chuyện, nhị tỷ tỷ đều bị đại tỷ tỷ khí đã khóc, ngu xu dừng một chút, nói tổ mẫu nhị tỷ tỷ hiện tại hảo sinh đáng thương hiện giờ ở tổ mẫu nơi này làm nũng đều phải bị đại tỷ tỷ bắt nước bẩn tới lão thái thái nghe ngu xu như thế nói trong lòng trăm vị tạp trần ngu thành tu nói ngu xu cùng ngu vận quan hệ từ trước đến nay không đối phó ngu vận trên mặt thương cũng là nàng tưởng đối phó ngu xu mà gieo gió gặt bão theo lý mà nói ngu xu càng chán ghét ngu vận mới là nhưng nhìn nàng tức giận thiên chân bộ dáng đảo thật như là vì ngu vận ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ như vậy một cái thiên chân thiện lương tiểu cô nương nhưng thật ra bọn họ ngu tướng phủ gia phúc khí trân nhi xu nhi nói chính là thật sự lão thái thái hỏi ngu trân lắc đầu nói không phải ta đều không phải là khoe ra chỉ là mẫu thân đưa ta tơ lụa ta tất nhiên là nên làm thành quần áo xuyên ra tới chỉ là ta không nghĩ tới chuyện này sẽ làm nhị muội muội như thế thương tâm này nhưng thật thật thành ta không phải tổ mẫu Trân Nhi không có bất luận cái gì ý xấu, càng không có cố ý chọc giận nhị muội muội. Ngươi nhưng đừng nghe ngủ muội muội nói bừa, thôi, đều là tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Lão Thái Thái bãi dừng tay nói, chỉ là Trân Nhi, ngươi lớn tuổi nhất, lão thân còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ nói chuyện đều là thẹn thùng ngoan ngoãn, như thế nào sau khi lớn lên đảo học được tự tự chiếu rọi, ngươi cái này tính tình nếu là không thay đổi, ngày sau chính là muốn thiệt thòi lớn. Lão Thái Thái đối sự tình nhận thức đến minh bạch bị ngu su như vậy một bẻ xả nhưng thật ra thanh minh. Tinh tế nghĩ đến, ngu trân vừa rồi nói chuyện, mỗi một chữ mỗi một câu đều ở chiếu rọi ngu vận keo kiệt mà chính mình ở ép dạ cầu toàn. Lão thái thái là cái sách đến thanh mà, lại đối trương dung nói, vận nhi tuy rằng đã làm sai chuyện, nhưng dù sao cũng là ngươi hài tử, ngươi cũng nên nhiều hơn để bụng chút. Trương dung nghe không phải cái tư vị, đối ngu vận, chính mình như thế nào không để bụng. Cố tình ngu vận không hiểu chuyện, một hai phải ở lão thái thái trước mặt làm ầm ĩ một đợt, nàng liền không rõ, ngu trân nếu là ngày sau có thể thăng chức rất nhanh, bọn họ mẹ con nhật tử cũng có thể quá đến càng tốt chút, vì sao ngu vận cả ngày đều phải cùng ngu trân không qua được, thái hậu thích ngu trân, tám quận vương đối ngu trân cũng tràn đầy khen ngợi, cố tình ngu vận thấy không rõ, là, con dâu biết được. Trương Dung nói, một chuyện nhỏ nhi qua đi, lão thái thái tiếp tục phiên sổ sách, cuối cùng, nàng buông sổ sách nói, Trương Thị, nhà chúng ta này đó cô nương thiếu gia một tháng tiền tiêu vặt ngươi phát chính là nhiều ít, đích nữ là 10 lượng, ngu bình là 20 lượng, ngu sanh là 10 lượng, còn lại cô nương đều là 5 lượng bạc. Trương Dung đáp lời nói, lão thân trước đó vài ngày nghe nói ngươi mỗi tháng đều phải ở trong phủ làm hội ngắm hoa, trong phủ cũng dưỡng rất nhiều hoa nhi, đều là tiếng cống quý trọng chủng loại, đúng không? Lão Thái Thái hỏi, Trương Dung ái hoa, ở tiêu tốn bạc liền cùng nước chảy giống nhau. Nàng cuộn bách mà gục đầu xuống, không nghĩ tới lão thái thái xem đến như thế rõ ràng, nàng này đó ngân lượng không có ghi lại ở sổ sách thượng, lại vẫn là bị lão thái thái liếc mắt một cái cấp nhìn thấu đi, đúng vậy. Trương Dung quẩn bách mà hồi. Lão thái thái than ra một hơi tới, mỗi tháng một lần ngắm hoa liền miễn đi, ngươi thích, liền nửa năm một lần. Trương Dung khẽ cắn môi, nói, chính là, chính là tháng sau thiệp mời ta đã phát ra đi chờ tháng sau làm lại nửa năm một lần như thế nào vào đông đều không phải là dưỡng hoa thời tiết ngươi hà tất muốn đi vi phạm này đó hoa nhi nên có thiên mệnh an bài lão thái thái nói liền trở về bọn họ đi tháng sau liền không cần làm nếu lão thân hồi phủ hết thảy đều phải ấn lão thân quy củ tới mẫu thân đây là muốn cùng con dâu lập quy củ sao trương dung hỏi nếu là chuyện khác trương dung đảo có thể hàm hồ đáp ứng nhưng là việc này nàng quả quyết không thể đáp ứng nếu là thu hồi thiệp mời, kia chúng ta tướng phủ mặt mũi hướng chỗ nào gác đi? Chương 154 Vương gia có nguy, tướng phủ mặt mũi. Lão thái thái nhẹ a à một tiếng, sợ là ngươi tự mình mặt mũi đi. Ngươi nếu thật có lòng thế tướng phủ suy xét, liền sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Nói vậy kia 900 lượng bạc, ngươi nửa năm hoa không ít đi, Trương thị, con ta là làm ngươi quản gia, đều không phải là làm ngươi phá của, ngươi nhưng hiểu, Trương Dung cãi lại nói nếu là mẫu thân nói như vậy ta, ta tự nhiên không có cãi lại đường sống. Nhưng này thiệp mời đã đưa, ta tự nhiên sẽ không thu hồi, mẫu thân nếu là có bất luận cái gì ý kiến, đại nhân cùng tướng gia nói đi, lão thái thái lắc đầu cười khổ, trương dung này tính nết vẫn là xảo quyệt người đàn bà đanh đá mà lợi hại, nàng bãi dừng tay, thôi, ngươi nếu là muốn làm làm là được, nhưng hoa bạc không thể là tướng phủ, ta hiện giờ là tướng phủ người, ta không hoa tướng phủ bạc hoa cái gì. Trương Dung giận dữ hỏi nói. Lão Thái Thái nâng nâng mắt, thông thả ung dung hồi, ngươi tưởng hoa cái gì đó là hoa cái gì, nhưng này tướng phủ bạc, ta chỉ cần đương gia một ngày, ngươi một xu đều loạn hoa không được, Trương Dung giận sôi máu, cố tình lại lấy lão Thái Thái không có biện pháp. Nàng nói được như thế tuyệt tình, chẳng lẽ chính mình muốn đi đoạt lấy không thành. Nàng nhìn ngu trân liếc mắt một cái, trong lòng ước lượng một lát, không cần phải nhiều lời nữa lâm quản sự mắt nhìn không khí dung vài phần hỏa dược hòa giải nói lão phu nhân hôm nay cái muốn hay không đi nhà kho tính tính lão thái thái nghe vậy đứng dậy nói đi thôi nàng vẫn chưa lại xem trương dung trực tiếp theo lâm quản sự ra chủ viện lão thái thái vừa đi trương dung ngã xuống trong tầm tay thượng chung trà một bên công tử các cô nương cũng không dám đáp lời trầm mặc không nói gì buổi trưa qua đi lão thái thái đem nhà kho đồ vật thanh toán một chuyến luôn mãi cầu khẩn lâm quản sự không được tự tiện làm Trương Dung hoạt động nhà kho đồ vật. Trương Dung biết được việc này sau, suốt khí ba ngày ba đêm, đông tuyết lạc, ngu Xu mới từ lẫm thư các trở về, liền nghe lâm quản sự tới báo trong phủ tới khách quý, là chuyên môn thấy nàng, ngu Xu trong lòng buồn bực, theo quản sự đi khách thất, chỉ thấy cố an bình cùng cố ấu trầm hai người đang ngồi tán gẫu, hai người sắc mặt nghiêm nghị, không hề có ngày thường cợt nhã, ngu Xu, ngươi nghe được đồn đãi sao? Sở quốc cùng Kim Lan liên hợp, tứ ca ca đánh một hồi bại trận, đã bồ câu đưa thư cấp kinh thành phái binh chi viện. Ngu su mới vừa vừa đi vào, cố ấu trầm đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngu su giật mình, ngay sau đó lắc đầu, ta cũng không biết được việc này, vương gia nhưng có việc, nghe nói bị thương, cố ấu trầm nói, nguyên bản tứ ca ca là muốn phái binh bắt lấy thành nam, nhưng trên đường trứ Kim Lan mai phục, hiện giờ đã lui về thành trì, này trượng một chốc là đánh không xong rồi. Hắn mới từ hoàng cung được đến này tin tức liền hoang mang rối loạn nói cho Ngu Su tới. Ngu Su nghe lời này, chỉ cảm thấy thiên đều sắp trầm hạ, vương gia sao có thể bại trận. Nàng con ngươi bởi vì cấp mà thấm khởi nước mắt tới. Cố An Bình thấy nàng muốn khóc không khóc, hung hăng đấm hướng cố ấu trầm ngực, trách cứ nói, ngươi xem đi. Ta liền nói không cần nói cho ngu su chuyện này ngươi cố tình muốn nói, ta này không phải quan tâm bọn họ hai người sao. Ngu su nhất định tưởng biết được tứ ca tình huống, cố ấu trầm phản bác, vô luận là tốt là xấu, tóm lại là muốn công đạo một tiếng đi. Ngu su nghe được liền ngón chân đều khẩn, hận không thể lập tức chạy như bay đến cố diệp hàng bên người. Nàng tuy biết vương gia sẽ không dễ dàng bị người đánh bại, nhưng trong lòng cũng sợ hãi vương gia bị thương. Hắn chân thương hiện giờ còn chưa hảo, nếu là gặp gỡ nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Ngu su, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta này ca ca chính là không đáng tin cậy, đều làm hắn đừng tới nói lại vẫn là tới. Cố An Bình nói, tứ ca ca nhất định không có bất luận cái gì sự, ngu su cắn môi, nói, cảm ơn các ngươi nói cho ta. Cố An Bình cùng cố ấu trầm là thật đem nàng coi như bằng hữu, thu được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ cùng nàng nói. Bạch Hân ở một bên xem đến sốt ruột, trời biết ngu su có bao nhiêu tưởng niệm vương gia, tuy mặt ngoài nhìn không ra, nhưng ngầm lại thường thường lau nước mắt, nàng hiện giờ hoặc là ở hoàng cung tiểu trụ, hoặc là ở ngu tướng phủ tiểu trụ, cũng là vì không nghĩ hồi vương phủ nhìn vật nhớ người hiện giờ biết được vương gia có việc nàng như thế nào không lo lắng cố ấu trầm tròng mắt xoay chuyển nói ngu xu chúng ta muốn hay không trực tiếp đi biên cương thấy tứ ca ca ngươi nói bậy gì đó nguy hiểm như vậy địa phương chúng ta như thế nào đi đến cố an bình giận hắn liếc mắt một cái cố ấu trầm chống nạnh nói chúng ta như thế nào liền đi không được trọng đạo đi không phải hảo Ngươi xem ngu xu như thế tưởng niệm tứ ca, chúng ta làm bằng hữu, nên bồi nàng không phải sao. Đi thôi, cố an bình liếc mắt một cái nhìn thấu hắn, ngươi nơi nào là bởi vì ngu su, ngươi rõ ràng liền muốn nhìn một chút đánh giặc là như thế nào đánh, cố ấu trầm thích tranh đấu, ngày thường lại ái xem anh hùng thoại bản, đối mang binh thượng chiến trường có trời sinh si mê, đây cũng là hắn vì sao như thế sùng bái cố dịp hàng nguyên do, ta nơi nào là loại người này. Cố ấu trầm dẫu miệng nói, ta chính là đơn thuần quan tâm ngu xu thôi ta loại này vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống không đi ngu xu đánh gãy hắn nói chúng ta ba người đi biên cương không phải cấp vương gia thêm phiền sao nếu là chúng ta xảy ra sự tình vương gia muốn phân tâm ứng phó chuyện của chúng ta nơi nào sẽ chúng ta tiểu tâm một chút không phải hảo ngu xu chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không nghĩ nhìn đến tứ ca ca sao ngươi không phải nói ngươi rất tưởng niệm hắn sao đều mau ba năm không thấy, ngươi thật sự không nghĩ đi xem? Cố ấu trầm hỏi, hắn không hỏi còn hảo, vừa hỏi ngu xu nước mắt trực tiếp lăn xuống xuống dưới. Bạch hân đau lòng chủ tử, nhịn không được mở miệng nói nói. Bảy quận vương, ngươi cũng đừng bướng bỉnh. Vương phi ngày ngày đêm đêm đều tưởng niệm vương gia, ngươi hôm nay nói cho nàng tin tức này, bằng bạch lại làm nàng sinh tâm bệnh, ta nơi nào là bướng bỉnh? Cố ấu trầm nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không phải bướng bỉnh là cái gì? ngươi liền muốn đi biên cương nhìn xem đánh giặc thấu cái náo nhiệt, cũng chưa suy xét ngu xu cảm thụ, ta hôm nay cái kêu ngươi đừng tới, ngươi càng muốn tới, còn tưởng lừa gạt ngu xu cùng ngươi cùng đi biên cương, nếu là xảy ra chuyện gì, ngươi đảm đương đến khởi, cố an bình ở đại sự thượng vẫn là lý tính thành thục. Cố ấu trầm chột dạ mà rủ rủ mắt, ta cái nửa ngày không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói, hắn liếc mắt khóc đến thương tâm lau nước mắt ngu xu. trong lòng nổi lên ba phần ấy nấy chi ý, nói, ngu su, thực xin lỗi, ta cũng đều không phải là cố ý nói những lời này chọc đến ngươi không cao hứng, ta chỉ là, ngu su giấu đi nước mắt, ta không trách ngươi, ta tin tưởng vương gia bản lĩnh, hắn đáp ứng quá ta sẽ bình an trở về chính là sẽ bình an trở về, về điểm này, vương gia là sẽ không lừa gạt ta, nàng dứt lời, nỗ lực gợi lên một cái tươi cười, bảy quận vương, ta biết được ngươi muốn đi biên cương cùng vương gia cùng thượng chiến trường, nhưng ngươi tuổi còn chưa tới, như thế lỗ mãn chúng ta nhất định sẽ ra nguy hiểm, không chỉ có ta không đi, ngươi cũng đánh mất cái này ý niệm, đừng nghĩ lén lút đi, hảo, ta đánh mất ý niệm, ngươi đừng khóc. Là, là ta sai. Cố ấu trầm gãi gãi đầu, mếu máu khuyên, chương 155 bảy quận vương yếu hại nàng, ngu xu gật đầu, vừa định đáp lời, bên ngoài truyền đến một trận dùng dập tiếng bước chân, lý ma ma ở hành lang trước dò hỏi, tam cô nương, sự tình gì tới như thế vội vàng, ngu Xu vừa nghe là tam tỷ tỷ tới, sạch sẽ hủy diệt khóe mắt nước mắt, quyên khăn che đi hồng đồng mũi, ngu sơn nghênh ngang mà vào phòng, vừa định mở miệng con ngươi liền xâm nhập cố an bình cùng cố ấu trầm hai tôn đại Phật tới, nàng ngẩn người, nhìn về phía cuối đầu ngu Xu, ta có phải hay không tới không phải thời điểm, không có, ngu Xu bình phục một chút chính mình ngữ khí, đứng dậy nói, chúng ta cũng bất quá là nói chuyện phím thôi. Nghe nàng nói như thế, Ngô Sơn lúc này mới yên tâm xuống dưới, tiến lên lả lướt đối cố ấu trầm hai người thỉnh an. Đây là ta tam tỷ tỷ Ngu Sơn, Ngu Xu hướng tới hai người giới thiệu nói, hỏi, ngươi hôm nay cái tới tìm ta có chuyện gì? Ngươi mau đi xem một chút nhị tỷ tỷ đi, Ngu Sơn nói, cũng không biết sao lại thế này, nhị tỷ tỷ này hai ngày ăn không hết đồ vật, thật vất vả ngạnh nhét vào trong bụng đồ ăn cách không được một canh giờ liền phun ra, đại phu đều nói nhị tỷ tỷ không có bất luận vấn đề gì, ta đi thỉnh mẫu thân mẫu thân cũng không biết sao lại thế này biết việc này sao lại là một chút phản ứng đều không có thậm chí còn ở cùng đại tỷ tỷ thảo luận như thế nào làm tháng sau hoa yến chuyện này ngu xu nghe vậy đứng dậy nói hảo ta đi xem nàng dứt lời quay đầu lại cùng cố ấu trầm hai người nói các ngươi là muốn đi theo ta đi vẫn là hồi cung cố ấu trầm hai người hai mặt nhìn nhau bọn họ thật vất vả ra cung một lần tất nhiên là không muốn nhanh như vậy hồi cung đó là nói cùng ngươi cùng đi. Ngu su lãnh ba người đi hướng nghi đài viện trắc viện, Nha hoàng các bà tử nhìn thấy công chúa cùng quận vương, đều là sôi nổi ghé mắt, có dẫn đầu bà tử đã qua trong phòng thông tri trương dung. Ngu Xu lập tức đi hướng ngu vận trong phòng, mới vừa đánh lên mành liền thấy ngu vận dựa vào trên trường kỹ ho khang không ngừng. Ngu Sơn vội vàng tiến lên nâng nàng tới, nhị tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, các ngươi. Như thế nào tới? Ngu vận ánh mắt lập tức mà nhìn về phía một bên ngu Xu đám người, Ngu Su ngồi xuống thân hỏi, tam tỷ tỷ làm ta lại đây, nói ngươi thân mình không thoải mái, ngươi muốn hay không làm ta giúp ngươi nhìn một cái, ngươi giúp ta. Ngu vận cười như không cười chỉ cảm thấy hoang đường, nàng trước kia như thế hại Ngu Su, nàng nơi nào tới tốt như vậy khí nhi giúp chính mình, Ngu Su nhướng mày, ngươi nếu là không muốn, ta đây liền đi, một bước cũng sẽ không lưu, ngươi nếu là nguyện ý, cũng đừng nói thêm nữa cái gì vô nghĩa trực tiếp nằm xuống làm ta xem đó là, nàng hiện giờ cũng không sợ ngu vận cũng không hận ngu vận, ngu vận cắn cắn môi, ngay sau đó nằm xuống thân mình. Ngu su ngón tay đắp thượng tay nàng mạch, lại quan sát nàng mắt mũi hầu sau, mở miệng hỏi, ngươi gần nhất nhưng ăn cái gì trước kia không ăn qua đồ vật, ngu vận nghĩ nghĩ, lắc đầu, thật sự không có ăn qua. Ngươi nếu là nói dối, đã có thể thật sự không ai có thể giúp ngươi. Ngu su nói, ngu vận đỏ mắt, Tiểu thanh tiểu khí nói, ta gần nhất mua chút đồ bổ, nói là ngao thành chén thuốc có thể trị liệu ta trên mặt thương, ta đã cấp đại phu xem qua, bọn họ đều nói chén thuốc không có vấn đề, cố ấu trầm ở một bên xem đến buồn bực, ngu vận trước kia nhưng không thiếu làm yêu, hiện giờ rơi vào kết cục này cũng là trừng phạt đúng tội, ngu su như thế nào như thế hảo tâm giúp đỡ nàng tới. Ngu su quay đầu lại nhìn về phía một bên hầu hạ nô tỳ, đem dược cho ta nhìn một cái, nô tỳ nghe vậy, từ buồn trong lấy ra thảo dược tới, ngu su đặt ở chóp mũi tinh tế ngửi ngửi, ngay sau đó nhăn mày, đây chính là ngàn lâm độc thảo, nơi nào có cái gì trị liệu công hiệu, ngươi là từ đâu nhi nhìn thấy, ngàn lâm độc thảo đựng kịch độc, mới vừa phát tác khi chỉ là ghê tẩm nôn mửa, giống nhau đại phu là nhìn không chuẩn nguyên do, ngu su cũng là từ lâm hoài chỗ đó nhìn thấy quá này thảo, sắc vị tạp hương, nếu là dùng tới một tháng, đem thất khiếu đổ máu mà chết, nô tỳ sắc mặt trắng nhợt, hoảng loạn nói, là Là có người đưa tới, đưa tới là ai? Ngu Xu hỏi, này, là tám quận vương. Nô tỳ lời còn chưa dứt, Ngu vẫn trực tiếp khóc thành tiếng nhi tới, hắn khiển người tới lừa gạt ta thứ này có thể trị liệu ta mặt, làm ta không cần nói cho người khác, muốn mỗi ngày đều uống thuốc, ta tin hắn nói, mỗi ngày đều dùng này dược, ta nguyên bản cho rằng, hắn đối ta là có thua thiệt. Nhưng không nghĩ tới hắn lại là muốn hại ta tánh mạng. Ta bác đệ vì sao phải hại tánh mạng của ngươi? Cố ấu trầm hỏi, ngu vận ngẩng đầu nhìn hắn một cái chớp mắt, cắn môi không dám nhiều lời. Ngu su thở dài nói, ngươi nếu là không nói, chúng ta đều không có biện pháp có thể giúp ngươi, ngươi chỉ có thể nói ra, đại gia cùng nhau ngẫm lại biện pháp, nói không chừng có thể tìm được đường ra, ngu vận hủy diệt nước mắt, nguyên do ta biết được, nhưng là... Nàng ngạnh ngạnh, nhìn về phía một bên ngu sân, lại nhìn nhìn ngu su, ta thật sự không có biện pháp nói. Ngu Trân uy hiếp quá nàng, nếu là nói ra đi, nàng tuyệt không sẽ làm nàng hảo quá, đùa bẩn tâm nhãn, ngu vận là đùa bẩn bất quá ngu Trân, nàng tuy rằng dám đảm đương trưởng bối mặt vên váo tự đắc mà mắng ngu Trân, nhưng ở ngầm, đối ngu Trân vẫn có nhút nhát, ngu Sơn thấy nàng không nói, hừ lạnh nói, nhị tỷ tỷ không nói, khẳng định là bởi vì cùng sự tình lần trước có quan hệ đúng không? Nhị tỷ tỷ, ngươi thật thật là hảo sinh hồ đồ a đại tỷ tỷ nói là cái gì ngươi liền tin cái gì nàng đều đem ngươi làm hại như thế nông nổi ngươi còn không chịu mở miệng ngủ muội muội nếu nguyện ý giúp đỡ chúng ta chúng ta sao không nói cho ngủ muội muội cùng nghĩ biện pháp ta nếu là nói các ngươi có thể xác định không nói cho người khác sao ngu vận hỏi mọi người hai mặt nhìn nhau ngay sau đó gật gật đầu nàng hanh đi nước mắt mũi thủy nói các ngươi có lẽ không biết đại tỷ tỷ cùng tám quận vương đã hợp mưu nàng đến thái hậu nương nương yêu thích ta nếu là nói ra hỏng rồi nàng cùng mẫu thân quan hệ đối mẫu thân cũng không bất luận cái gì chỗ tốt đều là ta trêu chọc thị phi thái hậu nương nương không chỉ là đối ta đối mẫu thân cũng tâm sinh hiềm khích nhưng đại tỷ tỷ thông minh được thái hậu nương nương niềm vui kỳ thật kia dạ minh châu đều không phải là ta muốn đi trộm đạo mà ta là bị đại tỷ tỷ lừa gạt mới đi trộm mà bách hoa thảo cũng đều không phải là ta muốn hại tam muội muội ngươi mà là tám quận vương làm mà nàng nói nơi này, khóc đến càng là thương tâm, mẫu thân tuy rằng rất tốt với ta, nhưng là nàng đã không giống từ trước, đem ta coi như trong lòng bàn tay bảo, hiện tại nàng trải qua đều hoa ở bồi dưỡng đại tỷ tỷ trên người, ta đã sắp bị mẫu thân cấp vứt bỏ, cho nên bác đệ là vì ngu trân yếu hại tánh mạng của ngươi sao? Cố ấu trầm hỏi, ân. Ngu vẫn nức nở nói. Cố ấu trầm cắn chặt răng, hắn cũng không biết được bách hoa thảo sao còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng chuyện xưa, hắn bác để bất hảo hắn tất nhiên là trong lòng rõ ràng, nhưng chưa từng lường trước. Hắn lại là như vậy tàn nhẫn độc ác, ta trước khai cái phương thuốc tử, ngu xu nói, nhị tỷ tỷ dùng cái này phương thuốc tử uống thuốc liền thành, về sau đừng lại tin tưởng tám quận vương nói, ngươi, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không hận ta sao? Ngu vận nuốt nuốt, hỏi, chương 156 hạ đẳng người nàng từng khi dễ đến ngu xu như vậy thảm thiết thậm chí rất nhiều lần đem nàng đánh đến toàn thân không một chỗ hảo địa phương ngu xu không hận nàng đây là không có khả năng sự tình ngu xu viên mắt hơi rũ nói ta hận ngươi cái gì ta chỉ là đối với ngươi không có bất luận cái gì hảo cảm thôi nhưng là dạy ta y học đại phu nói qua không được thấy chết mà không cứu ta chỉ là cẩn tuân sư phó giáo huấn thôi ngu vận nghe lời này trong lòng càng là bi thương nàng hiện giờ cũng coi như được với là chúng bạn xa lánh, nàng mặt hủy hoại, không chỉ có nhận không ra người, tính cả phụ thân cùng mẫu thân ngày thường quan ái cũng đã biến mất, ngu vận trong lòng bi thương vạn phần, rồi lại là không thể nề hà, nàng cũng biết được chính mình là gieo gió gặt bão, nhưng hiện tại tỉnh ngộ không khỏi quá muộn một chút, ngu su cho nàng thi châm ngăn nôn sau đứng dậy nói, chúng ta đi trước, ngươi hảo hảo bảo trọng thân mình đi. Nàng dứt lời, liền đi ra ngoài, Ngu vận dục muốn gọi lại nàng, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại buông. Ngu sân hầu hạ ngu vận nằm xuống sau, theo ngu su cùng ra phòng, cố ấu trầm tức muốn học máu nói, ta trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn bác đệ, ta thật thật là không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này tới, lại nói tiếp vẫn là ta cái này ca ca không có quản giáo tốt, thất ca, ngươi vẫn là đừng động bác ca ca, cố an bình nói, bác ca ca hắn cùng ngươi vốn là bất đồng kỳ thật ngu vận nói sự ta sớm liền phỏng đoán tới rồi ngươi là như thế nào biết được cố ấu trầm hỏi ở ngu vận trên mặt bị hủy sau một ngày bác ca ca từng đi tìm mẫu hậu quá lúc ấy ta nhìn thấy hắn thần sắc hoảng loạn ở mẫu hậu trong cung suốt đãi nửa canh giờ ngày thường tỉnh an nơi nào có như vậy lâu dài nguyên bản ta còn buồn bực đây là vì cái gì nhưng hiện tại ta toàn bộ đều rõ ràng khẳng định là mẫu hậu cấp bác ca ca làm chủ đem sự tình toàn bộ trách tội ở ngu vận trên người. Cố An Bình nói, nàng ở trong cung là không trêu chọc thị phi người, nhưng sống được lại so với bất luận kẻ nào đều thông thấu. Ngu Su dừng dừng bước chân, giơ tay ý bảo hai người cấm thanh. Ngu Trân dắt lâm quản sự đang từ dũng lộ một khát đầu đi tới. Ngu Trân nhìn thấy bọn họ, bước nhanh đi tới thỉnh An nói, Ngu Trân gặp qua bảy quận vương, gặp qua vĩnh nhạc công chúa. Cố An Bình hừ nhẹ một tiếng, vẫn chưa phản ứng nàng mà cố ấu trầm chỉ là nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Lâm quản sự, hôm nay cái có khách quý tới, sao bất an xếp hạng chủ viện. Quận vương cùng công chúa tới phủ chính là đại sự, làm sao như thế qua loa. Ngu Trân vẫn chưa trách móc, cười hỏi hướng lâm quản sự, lâm quản sự hồi, quận vương cùng công chúa không muốn trương dương, lão nô cũng liền không có chuẩn bị, liền tính không trương dương, cũng muốn hảo hảo chiêu đãi mới là, Ngu Trân nói, nếu không ngươi đi hỏi quá phụ thân, Lưu quận vương cùng công chúa ở trong phủ dùng bữa đi, cố ấu trầm rất có hứng thú mà nhìn nàng, nhướng mày cười hỏi, ta nghe ngươi khẩu khí này, dường như này trong phủ là ngươi đương gia làm chủ giống nhau, cố ấu trầm tuy cùng cố ấu anh hình như khuôn mẫu, nhưng hai người tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Ngu trân có chút biệt nữ, không đành lòng xem gương mặt này tới, tổ mẫu hồi phủ thượng, ta hiện giờ giúp đỡ tổ mẫu liệu lý việc nhà, nàng dừng một chút, ngay sau đó hỏi hướng ngu Xu, ngủ muội muội ngươi nhưng có mang khách quý đi gặp quá tổ mẫu nếu là không có nhưng chính là ngươi không đúng rồi chúng ta đã gặp qua cố ấu trầm cười lạnh nói ngu trân cô nương ta trước kia như thế nào không nhìn ra ngươi là như thế tâm cao khí ngạo người ngu xu là vương phi ngươi lại một bộ khiển trách miệng lưỡi ngươi nếu đã đương gia làm chủ biết được chúng ta tới lại không mang theo chúng ta đi gặp lão phu nhân không nên là tội của ngươi sao ngươi nhưng thật ra thông minh ngược lại trách tội ở người khác trên đầu, thật thật là cái âm hiểm xảo trá hạng người. Ngu su trầm mặt coi chừng ấu trầm phát dỗi, đối với ngu trân, nàng sớm đã không có cùng nàng tranh phong tương đối kiên nhẫn. Cố An Bình chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử khó đối phó, tuy là tươi cười đầy mặt, nhưng này tươi cười lại luôn là kẹp dao giấu kiếm, vô hình bên trong thậm chí sẽ biến thành chủy thủ hung hăng thứ hướng người khác phía sau lưng. Đi thôi, chúng ta không nghĩ nói với ngươi cái gì. Cố An Bình nói, ngu trân cười cười, lại hỏi hướng ngu sân tam muội muội ngươi trước kia không phải đi theo nhị tỷ tỷ khi dễ ngủ muội muội sao hiện tại như thế nào cùng ngủ muội muội như vậy muốn hảo ta hôm qua cái cũng không gặp ngươi cuốn lấy ngủ muội muội nha hôm nay như thế nào quận vương gần nhất ngươi liền cuốn lấy ngủ muội muội ta ngu sân tưởng nói chính mình là có việc tới tìm ngu xu nhưng nghĩ đến vừa rồi ngu vận có miệng khó trả lời nàng vẫn là thu hồi lời nói chỉ nói Ngươi là tưởng nói ta tưởng leo lên quận vương cùng công chúa cao chi đi, ngươi không cần chiếu rọi ta tới, ngủ muội muội trong lòng biết ta không phải là người như vậy là được, cùng nàng nói thêm cái gì lời nói. Chúng ta trở về đi, buổi tối ta hướng đi lão thái thái thỉnh an, nói không chừng còn có thể thảo một bữa cơm ăn. Cố ấu trầm không hề cùng nàng nhiều lời, quay đầu lại cùng ngu Xu hai người nói, ngu Xu cười vãn thượng cố an bình cùng ngu sơn cánh tay, nói, tam tỷ tỷ nếu là tưởng phàn cao chi phàn là được, ta một cái thứ nữ đều có thể làm hoàng gia người, tam tỷ tỷ muốn làm có lẽ cũng có thể đâu, chỉ là đáng tiếc nào đó người, muôn vàng tính kế đều chỉ có thể cho người ta làm trâu làm ngựa lập tức đám người, nàng không nghĩ cùng ngu trân tranh luận, cũng không đại biểu nàng vẫn là từ trước cái kia mềm quả hồng, còn không phải là chiếu rọi người sao, nàng cũng học được sẽ, ngu sân phục cười, gật đầu nói, ta biết được chính mình là cái gì mệnh, cũng không nghĩ đi làm cái gì hoàng gia người ta biết được chính mình cao thấp hiểu được không biết lượng sức là có ý tứ gì ngu trân hít ngược một hơi khí lạnh hung tợn mà giận ngu sơn liếc mắt một cái ngu xu sớm muộn gì đều phải rời đi tướng phủ nàng đưa ngu xu chân chó có thể bắt được cái gì chỗ tốt nàng quay đầu lại cùng lâm quản sự nói nếu muội muội không chào đón chúng ta chúng ta liền đi thôi lâm quản sự nghe vậy gật đầu đồng ý nàng mới vừa đi vài bước liền nghe phía sau cố ấu trầm thình lình nói, ta xin khuyên ngươi một câu, ta đệ đệ là sẽ không thích ngươi, liền tính ta đệ đệ thích ngươi, ta cũng sẽ không làm ngươi gả cho ta đệ đệ. Ngu Trân ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây nàng đây là hoài nghi chính mình muốn thế thân ngu vận vị trí đâu, nàng dùng đến cố ấu anh thích. Nam nhân kia hung tàn ngốc nghếch, gả cho hắn không phải tìm khí chịu, Ngu Trân cũng là hiểu được cái gì kêu không biết lượng sức mà, bảy quận vương an tâm. Nàng nói, Hai đầu người liền như vậy tan rã trong không vui, chờ nàng đi xa sau, cố an bình dậm dậm chân, một cái thứ nữ như thế nào còn như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Nếu là nàng ở trong cung, ta sớm hay muộn muốn xẻo nàng đầu lưỡi, này há mồm nói ra khẩu nói mỗi một chữ đều là cách ứng người, hảo hảo một cái cô nương, miệng lại như thế có mùi thúi, hạ đẳng người chính là hạ đẳng người. Ô, nàng lời nói còn chưa dứt lời, đã bị cố ấu trầm che thượng miệng. Nam viên từ trước đến nay chú trọng đích thứ chi phân, hoàng gia người tuy đều tôn quý, khá vậy coi trọng lúc này phân, ở cố an bình trong mắt, ngu trân nguyên là tướng phủ thứ nữ, là không thể nghênh ngang vào nhà người, tự nhiên phân chia vì hạ đẳng người, nhưng nàng đã quên, ngu su cùng ngu vận hai người cũng là, ngươi nói bậy gì đó hạ đẳng người không dưới đám người mà. Ngươi thân là một cái công chúa, nói chuyện làm sao như thế thô tục. Cố ấu trầm quát lớn nói chương 157 ngươi liền biết được chê cười ta, cố an bình bị mắng đỏ mặt, liền nói ngay, ngu su, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là, không quan hệ, ta biết được ngươi là vô tình. Ngu su cười hồi. Cố an bình gãi gãi đầu, quẩn bách mà nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, ta biết được sai rồi. Cố ấu trầm xoa xoa nàng đầu, lúc này mới nói, nói như vậy, về sau nhưng đừng nói thêm nữa, ân ân. Cố An Bình ngoan ngoãn gật đầu, hai người lưu tại trong phủ dùng bữa, ở lão Thái Thái thịnh tình mời hạ, tới rồi nhật mộ Tây Trầm mới thừa xe ngựa rời đi. Bọn họ vừa đi, ngu su đó là ghé vào trên bàn rầu rỉ không vui lên, Bạch Hân xem nàng bữa tối vẫn chưa ăn nhiều ít, cũng biết nàng trong lòng không mau, khuyên giải an ủi nói, Vương Phi là suy nghĩ Vương gia sao, ân. Ngu su gật gật đầu, Bạch Hân tỉ tỉ, ta muốn đi tìm Vương gia, ngươi vừa rồi không phải cự tuyệt bảy quận Vương sao nghĩ như thế nào muốn đi? Bạch Hân hỏi. Ngu su cắn môi, nứt nở nói, bảy quận vương rời đi kinh thành dễ dàng bị người phát hiện, ta không giống nhau, Bạch Hân tỷ tỷ, ngươi dẫn ta đi tìm vương gia được không? Ta, ta cũng biết ta nói như vậy đối Bạch Hân tỷ tỷ ngươi sẽ sinh ra bối rối, nhưng là, ta thật sự hảo muốn gặp vương gia, ngu su khóc thành tiếng nhi tới, nàng đã có ba năm nhiều không có nhìn thấy vương gia, nàng thật sự rất tưởng niệm hắn ngươi thật sự muốn đi. Bạch Hân nuốt xuống một ngụm nước bọt tới, nếu là ngu su thật muốn đi, nàng nhưng thật ra có thể ngẫm lại biện pháp, chỉ là, ngu su gật gật đầu, ta là thật sự muốn đi, Bạch Hân tỷ tỷ, ngươi nghĩ cách mang ta đi được không? Ta sẽ không liên lụy, ta đã 11, hiểu được chiếu cố chính mình, ngươi nếu là đi, vương gia khẳng định sẽ tức giận. Bạch Hân nhắc nhở nói, ngu su tất nhiên là rõ ràng điểm này, nhưng nếu là không đi, nàng suốt ngày ăn không ngon, ngủ không yên, đối nàng mà nói cũng là một loại tra tấn, ta biết được vương gia sẽ sinh khí, nhưng là... Musu su dừng một chút, ta liền tưởng lưu tại hắn bên người, bạch hân không lời gì để nói, nô tỳ là chủ tử người, tự nhiên nghe theo chủ tử nói, ngươi nếu là thật sự nghĩ kỹ rồi muốn đi, ta liền cấp chủ tử nghĩ biện pháp mang chủ tử đi. Musu su nghe vậy, con ngươi hơi lượng, thật sự sao, bạch hân cạo cạo nàng mũi, Vương Phi người ở bên ngoài trước mặt tuy biểu hiện đến thành thục, nhưng ở nô tỳ trước mặt lại vẫn là cái hài tử bộ dáng. Nên khóc thời điểm một khắc không rơi xuống đất, ngu su hì hì cười hai tiếng, gật đầu nói, bởi vì ta biết được bạch hân tỷ tỷ là đáng giá tín nhiệm người, ở ngươi trước mặt ta không cần ngụy trang chính mình nha, ân. Bạch hân vui mừng mà cười cười, hỏi, kia chủ tử tính toán khi nào xuất phát, trước đêm tam tỷ tỷ đưa vào lẫm thư các chúng ta lại đi đi. Ngu Su nói. Nàng đáp ứng rồi Ngu Sơn tự nhiên không thể đổi ý, nàng này vừa đi cũng không biết muốn kéo dài bao lâu, Ngu Sơn khẳng định chờ không kịp. Vừa lúc lần trước Trương Tiên Sinh có nói qua muốn chiêu hàng môn con vợ lẽ học sinh lại khai một học đường, tam tỷ tỷ là có cơ hội. Ngu Su nghe mặt khác học sinh nói lên quá, Trương Lương là con vợ lẽ, đối với đích thứ phân chia đều không phải là như vậy chú trọng. Hắn hiện giờ tuyển nhận hàng môn con vợ lẽ, đối với Ngu Sơn tất nhiên là một cái cơ hội. Tất nhiên là ngu sân cơ sở kém, tiếng lẫm thư các sợ là muốn phế một ít công phu. Vương Phi trước tiên ngủ đi, đãi ngày mai cái chúng ta lại hảo sinh thương nghị việc này. Bạch Hân nói, ngu su gật gật đầu, ba ngày sau, ngu su từ lẫm thư các hồi sau đó là đem ngu sân gọi tới trong phòng. Nàng hướng tới nàng để đi một trương triệu tập dự thi tinh hàm, nói, tam tỷ tỷ, ta hôm nay cái hỏi tiên sinh, nửa tháng sau có triệu tập dự thi, là mặt hướng hàng môn học sinh, con vợ lẽ cũng có thể nhập học, lần này cơ hội tam tỷ tỷ nhưng đừng bỏ lỡ, ngu sơn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nàng không nghĩ tới ngu xu lại là đem nàng lời nói đương thật, bằng nàng bản lĩnh sao có thể thật sự khảo nhập lẫm thư các, giáo nàng là một cái nữ tiên sinh, ngày thường sẽ dạy nàng nữ đức, đối với học vấn một mực không biết, nếu là từ cửa chính tiếng, sợ là một chốc nhập không được, đều, đều phải khảo chút cái gì? Ngu sơn thật cẩn thận hỏi, khảo tam môn, so với lúc trước chúng ta khảo khi muốn tới đến dễ dàng, Ngu Su nói, một là khảo thư pháp, nhị là làm thơ, tam là làm học, trước hai môn phóng thủy so nhiều, chỉ là này làm học đảo không phải một kiện dễ dàng việc, muốn khảo bách gia phú thượng nội dung, này nửa tháng tam tỷ tỷ sợ là đến chịu khổ, Ngu Sơn cắn cắn đầu lưỡi, thấp thỏm nói, liền không thể đi một chút cửa sau sao. sao. Ngươi là Vương Phi, mà ta là tướng phủ thứ nữ, này hẳn là có thể đi cửa sau đi. Nếu là phụ thân muốn vì ngươi đi cửa sau, tự nhiên là có thể đi, ngu su nói, nhưng này đều không phải là tỷ tỷ tự mình bản lĩnh, hiện giờ khai chính là hàng môn học phủ, tự nhiên là hy vọng tỷ tỷ có thể dựa vào thực lực của chính mình thi được đi. Ta cũng tin tưởng tỷ tỷ có như vậy thực lực, ngươi không phải muốn đi lẫm thư các sao, hiện giờ cơ hội liền bãi ở tỷ tỷ trước mặt, ngu sơn gom lại quạt tròn, không tự tin mà lắc đầu, chính là dựa vào ta chính mình bản lĩnh ta nơi nào có thể cùng người khác tranh a. À? Ta không phải không tin ngươi, ta là không tin chính mình. Ngu Xu nghe nàng như thế nói, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng như vậy không tự tin, ngươi muốn biết được, ngươi chính là thực thông tuệ, lúc trước học nữ đức khi, ngươi so đại tỷ tỷ bối đến còn nhanh đâu, chẳng qua đại tỷ tỷ so ngươi khắc khổ, tại tiên sinh cấp nhị tỷ tỷ giảng công khóa tình hình lúc ấy đi nghe, thả tự mình cũng tích góp ngân lượng mua thư xem nếu là ngươi so đại tỷ tỷ lúc trước càng khắc khổ một ít, ngươi định là có thể khảo quá, nếu là đi cửa sau, vô luận là đại tỷ tỷ vẫn là trong phủ người, cuối cùng đều sẽ thấp xem tỷ tỷ ngươi, chi bằng tự mình đi khảo học, nếu là thi đậu, phụ thân đối tỷ tỷ ngươi cũng là có thể lau mắt mà nhìn, ngu sơn nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ, đại hảo sau một lúc lâu mới hỏi, ngủ muội muội, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi cảm thấy ta thật sự có thể thi đậu sao, này đến xem tỷ tỷ ngươi tự mình nỗ lực ngươi nếu là chịu nỗ lực, kia nhất định có thể thi đậu. Ngu Su nói, Ngu Sơn khẽ cắn môi, hảo. Ta nỗ lực đó là, bất quá ngươi nhưng đến giúp ta, tự nhiên. Ngu Su cười hồi. Ngu Sơn lúc này mới yên tâm, nàng thở ra một hơi tới, ta chưa bao giờ chính mình tốn tâm tư nỗ lực quá cái gì, hiện giờ phải vì chính mình nỗ lực, ngược lại là cái gì đều sẽ không làm. Ngu Su nghe nàng như thế nói, nhịn không được chọc chọc cái trán của nàng, nói, ngươi như thế nào một chút cốt khí đều không có, trước kia đi theo nhị tỷ tỷ bên người khi không phải không sợ trời không sợ đất sao, ngươi tốt xấu lấy ra khi dễ ta kính nghi ra tới nỗ lực đọc sách, chờ nửa tháng sau kim bản đề danh, ngu sơn dở khóc dở cười, giận nàng liếc mắt một cái nói, ngươi liền biết được chê cười ta. Ngu xu bẹp bẹp môi, hướng tới bạch hân sai sử một tiếng, Bạch Hân ôm một chồng thư đi đến ngu sân trước mặt, này đó đều là vương phi cho ngươi chuẩn bị tốt, chỉ cần đem này những thư xem chính, muốn thi đậu võ các là không thành vấn đề. Ngu sơn bế lên tới điên điên trọng lượng, suốt có nàng nửa cái bàn tay hậu, nhiều như vậy, ta nhưng thấy thế nào a? À? Này đó chính là vương phi cho ngươi ngao ba ngày sửa sang lại, ngươi không xem cũng đến xem. Bạch Hân Cường ngạnh nói, chương 158 làm bộ làm tịch, ngu sơn giật mình, không thể tin tưởng mà nhìn về phía ngu su, đây đúng là ngươi hoa ba ngày sửa sang lại, nàng từ trước đến nay thô tâm đại ý, hiện tại nhìn lại, Ngu Su hốc mắt đều ô thanh một mảnh, Ngu Sơn cắn cắn môi, ấy nấy nói, ta không hiểu được ngươi như thế lo lắng, vừa rồi không nên nói như thế, này có cái gì, ta bất quá là nhàn rỗi không có sự tình làm xong. Ngu Su nói, Ngu Sơn biết nàng là ở Trấn An chính mình, cúi đầu sờ sờ ê ẩm mũi, nói, ta sẽ hảo hảo xem thư, ngươi thả yên tâm, ngươi mỗi ngày hoa bốn cái canh giờ tới ta trong phòng, Ngu Su nói, này nửa tháng tới, ngươi hẳn là cũng ngủ không hảo giác đến lúc đó ta sẽ làm bạch hơn tỷ tỷ cho ngươi ngao tỉnh thần canh, còn có chút đồ bổ, ngươi đến lúc đó cùng ta cùng ăn, nếu là từng di nương cho phép, ngươi trực tiếp chuyển đến ta trong viện cùng ta cùng ăn cùng ở, ngu sơn nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, đãi nàng ông thư hồi viện sau, từng di nương đang ở dùng bữa tối, thấy nàng trở về, nói, ngươi từng ngày không viện, lại là đi xem nhị cô nương. Ngu sơn lắc đầu, ngồi xuống nói, ta là đi ngủ, ngủ muội muội chỗ đó ngồi một lát, vừa rồi đại cô nương tới tìm ngươi, ngươi không ở, để lại lời nói liền đi rồi. Từng di nương gọi nô tỳ cho nàng thịnh cơm, nói. Ngu sân buông sách vở, không hề hứng thú nói, đại tỷ tỷ tới tìm ta. Em đẹp mà, nàng tới tìm ta làm chi, ngươi có phải hay không đối với ngươi đại tỷ tỷ có hiểu lầm, ta coi nàng đối với ngươi khá tốt, từng di nương nói, lẫm thư các có thể thu con vợ lẽ nhập đường hôm nay cái ngươi đại tỷ tỷ tới đúng là muốn cùng ngươi nói chuyện này như đâu, ngươi đại tỷ tỷ hiện giờ theo phu nhân, muốn phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh, bất quá nàng cũng là tâm tính tốt, niệm tập ngươi này làm tỷ muội, nói có thể cùng phụ thân nói nói việc này, làm ngươi cửa sau đi vào niệm thư, ngu sân buông chén đũa, tức khắc không có muốn ăn. Ngu trân nơi nào có tốt như vậy, này sau lưng không biết ẩn giấu nhiều ít cái tâm nhãn, nàng đi cấp phụ thân đề việc này, sợ là muốn ở phụ thân chỗ đó nhai lộng lưỡi căng. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía từng thị, di nương, về sau ngươi thiếu cùng đại tỷ tỷ tiếp xúc, nàng tâm nhãn cũng không có ngươi tưởng như vậy hảo, ngươi thả đã quên nàng còn đánh quá ta bàn tay. Còn giáo huấn quá ta. Nàng đối ta có thể có cái gì hảo tâm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin tưởng nàng, Khi vương phi lại có thể đối với ngươi có cái gì hảo tâm. Từng thị liễm đi tươi cười, ngữ khí trọng ba phần, ngươi đừng cho là ta không hiểu được ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi đi nịnh bợ Vương Phi đối với ngươi căn bản liền không có một chút chỗ tốt, ta thả hỏi một chút ngươi, Vương Phi chính là đáp ứng ngươi có thể để cho ngươi nhập lẫm thư các, nàng đáp ứng rồi, Ngu Sơn nói, trả lại cho ta thư, này nửa tháng ta đã tính toán hảo đi theo bên người nàng hảo hảo học. Từng thị nghe nói, trực tiếp ngã xuống chén đũa, ngươi còn tin nàng lời nói. Ngươi mấy cân mấy lượng chính mình không biết sao ngươi từ nhỏ đến lớn liền không nhận biết mấy chữ, khảo lẫm thư các người nhiều như vậy, ngươi dựa vào chính mình bản lĩnh sao có thể khảo được với, ngươi a à thật thật là cái vụng về người, ngươi liền không thể học học ngươi tứ muội muội sao, hướng gió xoay nên chuyển, ngươi xem nàng đi theo ngươi đại tỷ tỷ nhật tử quá đến thật tốt. Ngươi đại tỷ tỷ đã giúp nàng mưu hoa tiếng lẫm thư các chuyện này, sửa ngày mai ngươi tứ muội muội vào ngươi chưa đi đến, ngươi hướng nơi nào khóc đi, ngu sơn nguyên bản cũng là như thế tưởng, nhưng cùng ngu xu một phen thổ lộ tình cảm lời nói sau nàng đã thay đổi ý nghĩ của chính mình. Nếu không phải là dựa vào chính mình bản lĩnh khảo nhập lẫm thư cát, khi nàng coi như cái gì thay đổi vận mệnh, nàng không nghĩ lại dựa vào bất luận kẻ nào, càng không nghĩ lại làm người khác chân chó, di nương, ta đã làm tốt quyết định, đi theo ngủ muội muội học. Nàng kiên định nói, từng di nương sắp bị nàng cấp khí ngất xỉu đi, bóp nàng lỗ tai nói, ngươi học. Ngươi học cái cái gì? hiện giờ có nhẹ nhàng biện pháp ngươi không đi làm ngươi cố tình muốn đi đi cái gì khó lộ nếu là đi vào còn hảo thuyết nếu là không có đi vào ngươi cùng ai khóc đi liền ngươi về điểm này đầu sao có thể thật sự có thể nghiền ngẫm từng chữ một bối thư ngu vận bị véo phải gọi ra tiếng đẩy ra từng di nương tay nói ngươi liền biết được coi khinh ta ta lại xuẩn lại bổn cũng là ngươi sinh ra tới hiện giờ ta tưởng dựa vào chính mình nỗ lực có gì không được vì sao ngươi liền như vậy không tin ta thì không đậu lại có thể như thế nào ít nhất ta liều mạng sau đi cửa sau tóm lại muốn sáng rọi một ít từng di nương khí mặt đỏ nói nếu ngươi còn nhận ta cái này đương di nương ngươi về sau liền ít đi đi theo vương phi lui tới ta thật là phải bị ngươi tức chết qua đi nhị cô nương hiện giờ đều thành bộ dáng này ngươi còn đi theo nàng như thế muốn hảo đại cô nương đều hướng ngươi vứt tới cành ô liu ngươi cố tình không đi tiếp ngươi nói ngươi người này nếu ta tiếp ta vĩnh viễn đều là ngốc tại người khác dưới mái hiên vĩnh viễn đều không dám ngẩng đầu, ta không nghĩ lại quá như vậy nhật tử, ta cũng không nghĩ lại làm người như vậy, ngu sơn nói, nếu là di nương không đồng ý, này những nhật tử ta liền dọn đi cùng ngủ muội muội cùng ăn trụ, đãi ta dựa vào chính mình bản lĩnh thi đậu lẫm thư cát, xem ai còn dám nói ta cái gì, nàng dứt lời liền phải đứng dậy, từng di nương thấy nàng như thế lỗ mãn, trực tiếp ngăn lại nàng tới, ngươi nha đầu này, ta nói ngươi hai câu ngươi còn trời cao, hành, ta cũng không khuyên nhủ ngươi, ngày mai cái đại cô nương sẽ tìm đến ngươi ngươi đêm nay phải hảo hảo ngẫm lại đi vào lẫm thư cát ngươi cũng coi như được với là cái tài nữ đến lúc đó làm mai không biết dễ dàng nhiều ít nói không chừng còn có thể tìm cá nhân gia làm chủ mẫu tới nếu là vào không được ngươi sớm hay muộn đều phải làm người khác tiểu thiếp ta cũng không nhiều lắm khuyên ngươi cái gì ngươi tự mình hảo hảo ngẫm lại đi là phải cho người làm tiểu thiếp vẫn là đương chủ mẫu ngươi tự mình hảo hảo tưởng cái minh bạch từng thị dứt lời cũng không hề để ý tới nàng, một lần nữa chấp khởi chén đũa ăn uống lên. Ngu Sơn đã hết muốn ăn, ông sách vỡ trở về phòng, đãi ngày kế, quả nhiên như từng thị lời nói, Ngu Trân tới trong viện. Ngu Sơn đang chuẩn bị đi tìm Ngu Xu, đã bị từng thị liền lôi xả mảnh đất nhập chủ đường. Ngu Trân chính nhàn nhã mà ăn trà, thấy nàng tới, đứng dậy nói, muội muội đây là muốn đi đâu a? À, nàng nơi nào cũng không đi. Từng thị nói. Ngu Sơn giận chính mình di nương liếc mắt một cái, ngồi xuống thân hỏi, nghe nói tỷ tỷ có thể làm ta đi cửa sau nhập lẫm thư các, nếu là muội muội tưởng nói, ta tự nhiên chịu hỗ trợ. Ngu Trân nói. Ngu Sơn cười cười, hỗ trợ là một chuyện, có thể hay không tiếng là một chuyện, không biết đại tỷ tỷ là thật sự có thể giúp ta đi vào còn chỉ là tranh cãi thượng tâm sự. Ngu Trân nhìn về phía từng di nương, nói, di nương, ta có thể cùng muội muội đơn độc trò chuyện sao, tự nhiên là có thể. Từng di nương ước gì đâu, dắt tỳ nữ rời đi chính đường, ngu sân thấy di nương đi xa, hừ lạnh nói, ngươi không cần cùng ta làm bộ làm tịch, ngươi liền nói rõ đi, ngươi giúp ta chính là nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, ngươi cho rằng, ngũ muội muội thật sự có thể giúp ngươi nhập lẫm thư các sao. Nàng là Vương Phi, đều không phải là ngu tướng phủ người, chúng ta hai người ngày ngày ở chung, mới nên là ở một khối người, Ngu Trân nói, chỉ cần ngươi về sau đừng cùng ngủ muội muội lui tới, ta tự nhiên có thể giúp ngươi nhập lẫm thư cát, so với tứ muội muội, ta càng muốn giúp ngươi. Chương 159 dựa vào chính mình bản lĩnh, trùng cấp gà chút Tết, không có hảo tâm, ngu Sơn hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không hiểu được ngươi suy nghĩ cái gì. Hoặc nếu là ngươi trí nhớ quá kém, quên mất ngươi đã từng uy hiếp quá chuyện của ta nhi, ngươi là như thế nào người, người khác không rõ ràng lắm, nhưng ta lại là rành mạch, ngu trân ngươi cũng không sẽ thiệt tình rất tốt với ta tới hà tất nói loại này lời nói ngu trân cũng không cãi lại chỉ nói kia ngu xu chính là đối với ngươi thật sự hảo ngươi tin tưởng nàng lại không chịu tin tưởng ta liền tính ta đối với ngươi không có hảo tâm ngu xu đâu nàng liền đối với ngươi có hảo tâm ngươi cũng đừng quên lúc trước ngươi khi dễ nàng có thể sau so khi dễ ta lợi hại nhiều ngươi muốn nói ngu xu một chút cũng không hận ngươi Ta nhưng không tin, vậy ngươi mục đích là cái gì? Ngu Sơn không muốn cùng nàng vô nghĩa, hỏi, Ngu Trân buông chung trà, mục đích của ta rất đơn giản, ngươi về sau đừng lại cùng nhị muội muội có bất luận cái gì liên quan, nhị tỷ tỷ hiện giờ đã thành dáng vẻ này, nàng còn có cái gì có thể cùng ngươi tranh, ngươi vì sao chính là không chịu buông tha nàng, Ngu Sơn thật thật xem không rõ, nàng hiện giờ ở trong phủ hô mưa gọi gió, lại đến lão thái thái vui mừng, quản gia cũng là quản được đạo lý rõ ràng, mà nhị tỷ tỷ đã là một phế nhân, cả ngày ngốc tại trong phòng không thể gặp quan, nàng không hiểu ngu vận đối nàng rốt cuộc còn có cái gì uy hiếp, dùng tiếng vào lẫm thư các còn đổi ngươi cùng nhị muội muội tình nghĩa ngươi hẳn là có thể tiếp thu mới là. Ngu Trân nói, ta liền không tin, ngươi thật sự đối nhị muội muội có cái gì trân quý tình nghĩa tới, chỉ cần ngu vận một ngày bất tử, nàng đi ngủ thật khó an, ai nguyện ý tại bên người dưỡng một cái ngủ chó điên, nói không chừng ngày nào đó nàng tỉnh ngộ lại đây, trực tiếp đem nàng cắn trái máu tươi đầm đìa. Ngu sơn lắc đầu, này chỉ có thể chứng minh ngươi không hiểu biết ta, ta tuy rằng không phải người tốt, nhưng cũng là trọng tình trọng nghĩa, nhị tỷ tỷ rất tốt với ta, hiện giờ nàng gặp nạn, ta như thế nào có thể không quan tâm nàng, vậy ngươi là không đáp ứng. Ngu trân nhíu mày, hỏi. Ngu sơn gật đầu, đúng vậy, ta không đáp ứng, hảo. Khi hôm nay liền tính là ta đến không, ngu trân cười lạnh, ta còn là kia một câu, Ngươi nếu là không dựa vào ta, ngươi chính là ta địch nhân, ta như thế nào đối ngu vận ngươi cũng thấy, rất có khả năng nàng hiện tại kết cục chính là ngươi về sau kết cục, ta liền ngu vận đều đấu đến quá, đối phó ngươi càng là dễ như trở bàn tay. Ngu Sơn cầm nắm tay, nếu là ở cùng Ngu Su nói chuyện với nhau trước, có lẽ nàng thật sự có thể đáp ứng nàng. Nàng cũng là cái ích kỷ người, so với chính mình tiền đồ mà nói, vứt bỏ cùng ngu vận tình nghĩa đảo đều không phải là một kiện không thể vì sự tình. Nhưng là, nàng không muốn sống ở bóng ma trung làm ti tiện tiểu nhân. Ngu Trân rời đi phòng không lâu, từng di nương liền trở về, còn chưa nhập môn hạm liền sốt ruột hỏi, thế nào, ngươi đáp ứng nàng? Không đáp ứng. Ngu Sơn nói, còn đem nàng cấp chọc sinh khí, hiện tại liền tính là ta đi cầu nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng mà. Từng di nương ngẫn người, trực tiếp một cái tác ném ở nàng trên mặt, hồ đồ. Ngươi thật thật là hồ đồ. Ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái hồ đồ nữ nhi, ngu sơn bụng mặt, mặt vô biểu tình nói, mẫu thân, chúng ta tuy rằng là hạ đẳng người, nhưng cũng phải có cốt khí mới là, chúng ta dựa vào cái gì liền phải đối bọn họ duy mệnh là từ, ta nói, lẫm thư các ta sẽ đi vào mà, nhưng nếu là dựa vào đại tỷ tỷ đi vào, ta tính cái gì, ta muốn dựa vào chính mình đi vào, nếu hắn bắt đầu chiêu học sinh, ta đây liền có cơ hội, lúc này đây không được, còn có tiếp theo tóm lại ta không nghĩ cùng đại tỷ tỷ làm bạn ngu sơn ngôn ngữ kiên quyết ngươi là bị vương phi hạ cái gì dược từng di nương vỗ ngực sốt ruột nói ngươi có biết hay không ngươi tự mình đang làm cái gì chúng ta tại đây trong phủ không có thân phận trừ bỏ lấy lòng bọn họ chúng ta còn có thể làm cái gì ngươi còn đi đắc tội đại cô nương ngươi thật là mau tức chết ta di nương ta biết ngươi muốn nói cái gì ta cũng biết được ngươi sợ hãi cái gì nhưng là chuyện này ta quyết không thể đáp ứng ngươi ngu sơn nói đại tỷ tỷ ngũ muội muội đều có thể thứ nữ xoay người ta cũng có thể ta hiện tại nhìn tứ muội muội đối đại tỷ tỷ ân cần bộ dáng ta liền nghĩ đến lúc trước ta ta không nghĩ còn như vậy đi xuống di nương ta nói chính là này đó ngươi nếu là hận ta ngươi đó là hận ta hảo nàng dứt lời bế lên sách vỡ rời đi phòng mới vừa đi đến trong viện phía sau truyền đến từng di nương trống giận ngươi đi đi Ngươi nếu là hiện tại đi rồi, liền vĩnh viễn đều đừng trở lại. Ngu Sơn bước chân dừng một chút, không hề do dự mà bước ra cửa phòng. Ngu Xu đợi Ngu Sơn hơn một canh giờ, Bạch Hân đang do dự muốn hay không làm chủ tử đừng lại nhiều chờ, liền thấy Ngu Sơn khóc sướt mướt mà vào phòng. Bạch Hân thấy nàng khóc đến đầy mặt đỏ bừng, vội bưng trà rót nước. Ngu Xu tiến lên nắm tay nàng ngồi trên trường kỹ, em đẹp khóc cái gì, ngươi cùng ngươi di nương cãi nhau. Ngu Trân thật thật là cái đại hỗn đảng. Ngươi biết không, nàng nói cho Di Nương nàng có biện pháp làm ta tiến vào lẫm thư cát. Di Nương đối nàng lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Ta cự tuyệt nàng lúc sau, ta Di Nương liền nói ta không phải, còn đánh ta tới. Ngu Sơn lau nước mắt, khóc lóc tố khổ. Đại tỷ tỷ có biện pháp làm ngươi nhập lẫm thư cát. Là đi cửa sau sao? Ngu Su hỏi, Ngu Sơn gật gật đầu, cũng không phải là, trừ bỏ đi cửa sau nàng còn có thể thay ta nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới. Bạch Hân đệ thượng khăn cho nàng tịnh mặt, ngu xu méo máu, nàng tuy là khóc đến thương tâm, nhưng ngu xu lại là thế nàng cảm thấy cao hứng, khi nếu đại tỷ tỷ có thể làm ngươi đi cửa sau, ngươi vì sao không nghe đại tỷ tỷ, ngươi không phải sợ chính mình thi không đậu, còn làm ta giúp ngươi nghĩ biện pháp đi cửa sau sao, ngu sơn oán trách mà gõ một chút ngu su chân, ngươi người này như thế nào như vậy a? À? Ta đều dáng vẻ này, ngươi còn dễ cật ta đâu, Ngươi không phải làm ta dựa vào tự mình nỗ lực đi khảo sao Như thế nào Ngươi hiện tại hối hận Muốn cho ta đi nịnh bờ đại tỷ tỷ sao Ta nơi nào dễu cực ngươi đâu Ta là tưởng thiệt tình thế ngươi cảm thấy cao hứng Ta không nghĩ tới Ngươi thật sự có thể nghĩ thông suốt Đại tỷ tỷ chỗ đó hẳn là cho ngươi chỗ tốt đi Ngu su hỏi Ngu sân hít hít cái mũi Là cho ta chỗ tốt Nếu là ta có thể không hề để ý tới nhị tỷ tỷ nàng đó là giúp ta nhập lẫm thư các, nếu là trước kia ta liền đáp ứng rồi, nhưng là hiện tại, không biết vì sao liền không nghĩ đáp ứng rồi, vì sao? Ngu su hỏi, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nếu là ta vẫn luôn là dựa vào người khác, ta đây nhân sinh còn có cái gì chuyển biến hy vọng sao? Ngu sơn nói, ngủ muội muội ta nói lời này ngươi khả năng không tin, là ngươi nói làm ta ngộ đạo, ta cũng không hiểu được vì sao, rõ ràng trước kia chúng ta hai người đều là như nước với lửa nhưng hiện tại ta liền tin tưởng ngươi tới, chẳng sợ cuối cùng không có thi đậu lẫm thư các, ta cũng tin ngươi, chỉ cảm thấy nói cho nàng, ngu su là sẽ không hại nàng, ngươi cùng ngươi di nương cãi nhau, là tính toán ở nơi này sao? Ngu su hỏi, ngu sơn gãi gãi đầu, ta hiện tại đã không đường nhưng đi, hồi trong viện di nương định là sẽ không bỏ qua ta, chương 160 nàng tỉnh ngộ, vậy ngươi lưu tại nơi này học đi. Ngu su nói, ngu sơn gật gật đầu, Lý ma ma vào lúc này vào phòng, vương phi, tam cô nương, lão gia cho các ngươi đi thư phòng một chuyến. Ngu Xu ngẩn người, nói, sợ là đại tỷ tỷ cùng cha đàm luận việc này, chúng ta đến đi trước nhìn xem. Ngu sơn nghe vậy, trong lòng ẩn ẩn có bất an, đến thư phòng khi, ngu trân cùng ngu phân cũng ở, ngu thành tu hắc một khuôn mặt nhìn ngu su cùng ngu sơn, mở miệng nói, ngu sơn, ngươi cũng tưởng khảo lẫm thư cát, đúng không? Ngu sơn tâm lột bột nhảy dựng, đôi mắt không khỏi mà vừa chuyển, đúng vậy, ngươi cũng tưởng từ ta quan hệ tiến vào. Ngu thành tu ngôn ngữ có ba phần tức giận. Ngu sân miếng môi, tay chặt chẽ nắm chặt quạt tròn nói, phụ thân, ngu sân chưa bao giờ nghĩ tới từ phụ thân quan hệ tiến vào, ngu sân vẫn luôn đều tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh thi được đi, ngươi tưởng thi được đi. Ngu thành tu cười, ngươi là có bao nhiêu đại bản lĩnh? Ngươi cho rằng ta không hiểu được ngươi sao? Ngươi đi lấy lòng Ngu Su, bất chính là nghĩ có thể thông qua Ngu Su tiến vào lẫm thư các sao. Ngu Trân tới cầu nàng làm Ngu phân tiến vào lẫm thư các khi, Ngu thành tu giận tím mặt, lúc trước làm Ngu vận sau này môn nhập lẫm thư các, đã làm hắn ném mặt mũi, hiện giờ Ngu Trân còn muốn triều hắn hỏa khí chỗ đánh tới. Ngu Trân đảo cũng thế, Ngu Su thế nhưng cũng muốn dùng như vậy biện pháp đưa Ngu Sơn nhập lẫm thư các, hắn tất nhiên là sẽ không tin tưởng Ngu Sơn có thể dựa vào chính mình bản lĩnh nhập lẫm thư các nàng về điểm này học vấn một chồng mặt đều lũy không dưới phụ thân ta sẽ làm tam tỷ tỷ thi được lẫm thư cát ngu xu nói chúng ta đi chính quy biện pháp sẽ không sằng bậy ngu xu cũng biết phụ thân cũng không tưởng lại đi cửa sau ngu sơn tỷ tỷ là cái thông minh nàng thiếu chính là một người dạy dỗ nàng ta đã thỉnh trước kia dạy dỗ sư phụ ta tới dạy dỗ ngu sơn tỷ tỷ ngu xu tin tưởng dựa vào ngu sơn tỷ tỷ năng lực nàng nhất định có thể vào đến lẫm thư cát ngu thành tu nhướng mày Ngươi là thiệt tình thực lòng muốn giúp Ngu Sơn tiến vào lẫm thư các, đúng vậy. Ngu Xu gật đầu. Ngu Thành Tu cười cười, nhưng Ngu Trân nói cho ta, ngươi là tưởng thông qua phụng thân vương phủ quan hệ. Ngu Xu quay đầu lại liếc liếc mắt một cái Ngu Trân, nói, phụ thân, Ngu Xu chưa bao giờ như thế nghĩ tới, nhưng thật ra đại tỷ tỷ chạy tới nói cho tam tỷ tỷ, chính mình có thể làm tam tỷ tỷ tiến vào lẫm thư các. Ngu Trân trong lòng ẩn ẩn bất an, phụ thân từ trước đến nay là chính trực người nàng vừa rồi, đơn giản là muốn đi thử một chút phụ thân, nhưng không nghĩ tới, ngu thành tu hồi quyết đến như thế dứt khoát, nàng đành phải lấy ngu su tới làm đệm lưng, nhưng ngu su lại như thế kiên quyết mà phản bác việc này, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng ngu sân có thể dựa vào chính mình bản lĩnh tiến vào lẫm thư các sao, ngu sân, ngu phân, các ngươi hai người thật sự tưởng khảo lẫm thư các. Ngu thành tu trầm ngâm một lát, hỏi chuyện nói. Ngu phân nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, đúng vậy, với tâm mà nói, tiến bộ tiến vào lẫm thư các đối với ngu phân mà nói, đảo không có bất luận cái gì chờ mong, rốt cuộc nàng không yêu học tập, vừa thấy thư đó là mệt trả rời, nhưng tưởng tượng đến tiến vào lẫm thư các chỗ tốt, nàng tất nhiên là mắc thèm. Huống chi ngu sân cũng tưởng tiến vào lẫm thư các, nếu là ngu sân vào nàng hoàn toàn đi vào, kia chẳng phải là so ngu sân thấp nhất đẳng. Ngu thành tu nặng nề mà than ra một hơi, nói, ngu sân, ngươi đâu? Như thế nào vẫn luôn đều không trở về lời nói Ta Ngu sân do dự mà ninh quyên khăn Lẩm thư các ta tự nhiên là tưởng khảo mà Ta cũng biết được ta bản lĩnh muốn khảo nhập lẩm thư các Khả năng có chút khó khăn Nhưng ta Cũng tưởng toàn lực đi thử thử một lần Chỉ là ta sợ Nếu là ta không có thi đậu Có thể hay không ném ngu tướng phủ mặt mũi Nàng vẫn luôn đều không có nghĩ vậy một chút Phụ thân là một cái cực sĩ diện người nàng tuy là muốn tận lực thi đậu lẫm thư cát nhưng đại khái xuất là muốn thi rớt. ngu thành tu vui mừng gật gật đầu so với ngu phân lời thề song sắc, ngu sơn không tự tin nhìn đi lên đoán là chân thật hắn ngôn ngữ hòa hoãn nói ngươi thật sự muốn dựa vào chính mình bản lĩnh đi khảo một lần thử xem ngu sơn nói ân vậy còn ngươi phân nhi ngu thành tu hỏi ngu phân trắng trắng môi nói phụ thân ta ta cũng tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh đi khảo nếu các ngươi đều là dựa vào chính mình bản lĩnh, liền tính không có thi đậu, ta tự nhiên sẽ không nói các ngươi cái gì, ngu thành tu đạo, sân nhi, ngươi so trước kia trưởng thành không ít, ngươi có cái này ý tưởng, phụ thân rất là vui mừng, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được, đúng vậy. Ngu sân gật gật đầu, đến nỗi phân nhi, vi phụ cũng hy vọng ngươi có thể nói nói làm được, ngu thành tu than ra một hơi tới, chỉ cần không cần đùa bẩn cái gì xiết, chẳng sợ các ngươi thật sự thi không đậu, ta cũng sẽ vì các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, nếu là các ngươi đùa bẩn xiết, liền tính thi đậu, ta cũng sẽ không thừa nhận các ngươi, các ngươi nhưng minh bạch, minh bạch. Ngu Sơn nói, Ngu Xu nghe Ngu Thành Tu nói, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Hắn nói như thế, cũng coi như là thừa nhận Ngu Sơn nỗ lực, kế tiếp, liền thật sự muốn dựa Ngu Sơn chính mình. Đại mấy người sau khi rời đi, Ngu Phân Hoang mang rối loạn đổ lại hạ Ngu Trân đường đi, tam tỷ tỷ ta thật sự muốn dựa vào chính mình đi khảo lẫm thư các sao ngu trân ôn hòa mà cười chấp khởi tay nàng tới ta muội muội ngốc ngươi cho rằng ngu sân bọn họ liền thật sự có thể dựa vào chính mình nỗ lực đi khảo sao nàng cũng là nếu muốn biện pháp mà phụ thân nếu không đồng ý khi chúng ta liền tưởng khác biện pháp tóm lại ta nhất định sẽ làm ngươi nhập lẫm thư các thả là vẽ vang nhập ngươi xem tốt không ngu trân nghe vậy trong lòng thật là cảm động cùng an tâm nàng nguyên bản cho rằng phụ thân cự tuyệt sau chính mình đã mất biện pháp nhập lẫm thư cát, cũng may ngu trân còn có khác biện pháp, nàng tín nhiệm ngu trân, nàng nếu có thể ngồi vào hiện giờ cái này địa vị, liền chứng minh nàng là thật sự có biện pháp, ngu phân nguyện ý tín nhiệm nàng, tiểu viện nội. Ngu su xem xét ngu sơn đế nhi, thở vào nhẹ nhõm. Ngu sân tuy là sẽ không thơ từ ca phú, nhưng xem thơ khi lại cũng có thể đưa ra chính mình giải thích, có mấy chỗ chỗ ngồi thậm chí có thể đáp đúng địa phương nàng chỉ đạo ngu su học làm thơ, nói cho nàng thơ từ vận luật, không ra hai cái canh giờ, ngu sơn đã có thể sử dụng huyệt làm thơ, chỉ là viết ra tới thơ ca quá mức thanh nộn, đến trưa sau, la nói tới trong phòng. Ngu su cấp la nói thuyết minh ngu sân nội tình, la nói trầm ngâm một lát, ra lưỡng đạo đề khảo ngu sân, ngu sân trong lòng khẩn trương hỏng rồi, đáp đề khi va va đập đập mà, la nói nghe nàng đáp lại, trầm mặt hồi lâu, mới hòa hoãn cười nói, la mổ nguyên bản cho rằng tam cô nương cái gì đều không biết hiện giờ xem ra đảo cũng không phải vô học chi tài nên sẽ một cái đều không ít này đó là tốt tam cô nương nếu là chịu chăm chỉ nỗ lực đãi nửa tháng sau vẫn là có cơ hội thượng đến võ cát ngu sơn nghe được lời này vui vẻ nói la tiên sinh chính là lừa gạt ta la mổ cũng không lừa gạt người cô nương thật là cái nhân tài đáng bồi dưỡng la nói vỗ về chồng râu nói ngu sơn nước mắt đã doanh hốc mắt cảm ơn la tiên sinh ta nhất định nhất định hảo hảo nỗ lực không cô phụ ngươi cùng ngủ muội muội